Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 4871 đã thế ai cũng đã bị thương. Khu vực trong bốn thiên môn gần như đã chiếm hết 1/10 diện tích của đại lục Hồng Hoang nên vô cùng rộng lớn. Nhưng sự to lớn của thiên đình không chỉ có vậy, bên trong còn xuất hiện rất nhiều thời không gập, vì thế diện tích thật sự của nơi này phải gấp khoảng 5 lần vẻ bề ngoài. Hoàng cung của đế quốc thiên võ cũng nằm ngay ở bên trong, khi vòm trời ngoi lên, đã có rất nhiều tòa kiến trúc trông giống thiên cung xuất hiện ở trên cao. Cũng như thiên cung trước đó, nơi này cũng có rất nhiều không gian cần Ngô Bình khám phá. Nhưng bây giờ, anh không rảnh để nghiên cứu thiên đình vì đế quốc thiên đình có thể tấn công bất cứ lúc nào, anh cần chuẩn bị phòng ngự thật tốt đã. Anh một vòng quanh bốn thiên môn rồi tập trung hết quân đội của đế quốc thiên võ lại, đồng thời cũng bắt đầu chiêu mộ binh sĩ từ vũ trụ trấn đán. Nhờ tốc độ truyền bá của con đường tu tiên nhân đạo mà số lượng người tu tiên đã tăng lên rất nhiều, những người có tư chất tốt trong số đó đều gia nhập thiên tiên giới và kim tiên giới. Bây giờ, khi nghe thấy lời triệu tập của Ngô Bình, họ lập tức xuất phát từ nhiều nơi khác nhau ngay. Chỉ vài tiếng sau đã có cả triệu thiên tiên và đạo quân có mặt ở thiên đình, khi họ nhìn thấy cảnh tượng của thiên đình thì đều vô cùng chấn động. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng bắt đầu cho các binh sĩ vào trong xào huyệt tà ma để tăng thực lực và tu vi cho họ. Đương nhiên, so với các chiến sĩ thì thứ bây giờ cần dựa dẫm vào hơn chính là hệ thống phòng ngự của thiên đình. Sáng sớm nay, anh đã lên phía trên của Đông Thiên Môn, vị trí này có một cái bục cao nhất, anh đã đứng trên đó. Trước mặt anh có một ngọc bàn lơ lửng và tỏa ra 9 sắc màu. Anh ấn tay lên ngọc bàn thì lập tức cảm thấy ý thức của mình đã nối liền thành một thể với đại trận phòng ngự, một vài trận pháp cơ quan ẩn bên trong cũng xuất hiện trong đầu anh và anh có thể điều khiển chúng tùy thích. Lúc này đã có rất nhiều binh mã xuất hiện ở phía đông, một đoàn quân đông nghịt đang tiến về phía này. Các tướng sĩ đứng trên tường thành của thiên môn vẫn rất bình tĩnh. Tư Không Vũ đứng cạnh Ngô Bình rồi nói, bệ hạ, đại quân của thiên đỉnh đến rồi. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, đây là quân tiên phong, chúng ta phải đánh bại họ. Anh động tinh thần, đột nhiên có ba hàng lỗ thủng xuất hiện trên tường thành, mỗi lỗ thủng đều rất lớn và thò ra họng súng đen ngòm. Có thêm 36.000 quả đại pháo xuất hiện trên vách tường, chúng chính là đại sát khí có lực sát thương cực mạnh của thiên đình. Chỉ cần có 10.000 lạng vàng là có thể khởi động được các quả đại pháo này, thật sự là rất tốn kém. May sao Ngô Bình đã tích được rất nhiều tiền đạo và tiền đạo tôn nên giờ có thể tha hồ bắn pháo. Quân địch ngày càng tiến lại gần, khi họ ở trong một phạm vi nhất định, Ngô Bình hô, bắn. Đoàng. Lần bắn thứ nhất, anh đã sử dụng tiền đạo, trời đất rung chuyển một chút, 36.000 quả đại pháp đã hướng về phía quân địch. Lục địa ở phía đối diện hoàn toàn bị đạn pháo nhấn chìm. Phải biết rằng binh sĩ của đế quốc thiên đỉnh không phải đều là thiên tiên. Số lượng tiên thiên chiếm chưa đến 1/10, đại la kim tiên thì còn ít hơn, còn chưa được 1/1.000. Vì thế, sau lần bắn thứ nhất, 3 triệu quân tiên phong của phe địch đã bị tiêu diệt, tỷ lệ sống sót chưa đến 1/10, đã thế ai cũng đã bị thương. Ngô Bình không đuổi cùng giết tận, anh hy vọng đế quốc thiên đỉnh có thể biết khó mà lui. Thiên đỉnh đại đế ở phía xa thấy thế thì vừa tức vừa ngạc nhiên hét, mới một lượt bắn mà đã suýt tiêu diệt hết quân tiên phong của ta rồi, chuẩn bị pháo tiên. Chương 4872 ông là người của đại thiên tôn à? Đế quốc thiên đỉnh có đại thiên tôn và tiên đỉnh hậu thuẫn nên đương nhiên không thiếu pháo tiên. Vì thế, loáng cái đã có 50.000 quả pháo tiên được đẩy ra. Tuy uy lực của chúng không bằng đại pháo của thiên đỉnh, nhưng phải cần tiền đạo tôn mới khai pháo được. Lực sát thương cũng rất khiếp đảm. Thấy phe địch tập kết pháo tiên, Ngô Bình thở dài nói, vẫn chưa chịu từ bỏ. Đành đắc tội vậy, Tư Không Vũ, cử thiên binh thiên tướng ra đi. Tư Không Vũ hạ lệnh ngay, 100.000 thiên binh thiên tướng đã hóa thành các tia sáng rồi vào vút lên trời, sau đó rơi xuống như các ngôi sao băng để tấn công các quả pháo tiên mới đang tập kết chứ chưa bắn được phát nào. Đoàng! Đất cát bay mù mịt. Các pháo binh không kịp phản ứng gì thì đã bị các thiên binh giết chết, các quả pháo tiên cũng đã bị hủy. Uỳnh! Đại quân của thiên đỉnh nổi giận rồi thả 30.000 con rối ma thần cao lớn ra để phản công lại các thiên binh thiên tướng. Hai bên giao đấu, thực lực của các con rối này có thể đánh ngang cơ với một thiên binh, vì thế hai bên khó phân thắng bại. Cùng lúc đó,
24 cường giả kỷ nguyên đã xuất hiện trên vòng trời, họ kết thành một sát trận định phá hỏng phòng ngự của thiên đình. Đường Băng Vân, Huyền Bình, có cường giả kỷ nguyên. Ngô Bình cười mỉa, chắc chắn họ do Đại Thiên Tôn cử đến, hay lắm. Anh vung tay lên, 500 cận binh xông lên vòng trời để tấn công 24 cường giả kỷ nguyên kia. Lực chiến đấu của các cận binh rất mạnh, đều ngang với cường giả một kỷ nguyên, người đứng đầu trong số đó còn là cường giả 4, 5 kỷ nguyên. Cận binh của Ngô Bình vừa xuất hiện, 24 cường giả kia đã tỏ vẻ kinh ngạc, có người hét lên, có cao thủ. 500 cận binh xuất hiện một cái là kết thành sát trận ngay, sau đó có một luồng sát khí ngưng tụ thành ảo ảnh thanh đao rồi chém về phía 24 cường giả. 24 người đó cũng không yếu thế mà liên thủ lại kết thành một màn chắn khổng lồ, đao chém xuống đó thì màn chắn đã biến mất, 24 cường giả kỷ nguyên đã phải rút lui. Hỏng rồi, rút thôi, biết không đánh lại được, họ lập tức định bỏ chạy. Chạy nổi không? Ngô Bình giơ tay lên, một trường ấn xuất hiện rồi tấn công những người đó. Các cường giả này đều hoảng hốt khi cảm nhận được uy lực giết chóc đó. Đúng lúc này, có một bàn tay khổng lồ màu tím xuất hiện trên cao, chống lại trường ấn của Ngô Bình. Hai bên va chạm tạo ra một tiếng động lớn, người Ngô Bình lảo đảo, tay cũng phải rụt về. Cánh tay màu tím kia cũng không khá hơn là bao, nó cũng nhanh chóng rụt lại, một giọng nói lập tức vang lên, một đế quốc nhỏ bé mà lại có một cao thủ như cậu, đúng là đáng ngạc nhiên. Giọng nói này rất già nua, chỉ có giọng chứ không thấy người. Ngô Bình nghiêm mặt nói, một cường giả cấp vũ trụ như ông mà lại xen vào chuyện của người khác. Người kia nói, ta được người khác nhờ vả nên đành nhúng tay vào thôi. Ngô Bình, ông là người của Đại Thiên Tôn à? Chương 4873 cậu ghi được trật tự Đại Đạo Chí Tôn thứ 47 ư? Người kia có thể coi là vậy. Ngô Bình, tôi khuyên ông nên rút lui. Người kia, tôi cũng khuyên cậu nên đầu hàng rồi giao nộp thiên đình. Ngô Bình, nếu tôi không đồng ý thì sao? Người kia, dưới trướng của Đại Thiên Tôn không chỉ có một cường giả cấp vũ trụ như tôi, ông ấy còn nhiều cách thức lắm, cậu thua là cái chắc. Ngô Bình, thế à? Ông thử làm tôi xem nào. Người kia lập tức trầm mặc, ban nãy ông ta đã ra tay rồi nhưng không chiếm được thế thượng phong. Ngô Bình, sao, không dám à? Người kia, Đại Thiên Tôn chắc chắn sẽ thống nhất chấn đán và trở thành chúa tể của kỷ nguyên này, cậu đối đầu với ông ấy thì chẳng khác nào bọ ngựa đá xe, không biết lượng sức mình. Ngô Bình, một cường giả vũ trụ như ông mà chỉ biết nói mồm thế thôi à? Có cường giả cấp vũ trụ ra tay, đại quân của đế quốc thiên đỉnh tạm thời lùi lại, sau đó nghe Ngô Bình và ông lão kia đấu võ mồm. Lúc này, Ngô Bình đột nhiên có một dự cảm. Một trật tự đại đạo mà anh đã lĩnh ngộ trong ánh sáng của vũ trụ chính đã khai sáng cho anh. Anh điểm tay lên cao, đại đạo chí tôn thứ 47 trong vũ trụ đã được sinh ra, đại đạo này có tên là tuyệt sinh một đại đạo chuyên giết chóc. Nó vừa xuất hiện, lập tức có một luồng sát ý hiện ra. Cường giả vũ trụ kia kinh ngạc nói, cậu ghi được trật tự đại đạo chí tôn thứ 47 ư? Ngô Bình, đây mới là bắt đầu thôi, nói rồi. Anh lại chỉ tay lên cao, trật tự vô chủ cuối cùng rơi xuống, thay vào đó là con đường tu tiên nhân đạo do anh tạo ra. Con đường này là cách tu tiên phù hợp cho nhân tộc tu luyện. Đại đạo chí tôn này vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ tu luyện theo con đường này đã cảm nhận được nền móng tu luyện của họ đã vững vàng hơn, vì thế họ càng thêm tự tin hơn. Sau khi Ngô Bình hạ nốt đại đạo vô chủ cuối cùng, những nguy hại mà đại kiếp mang lại đã giảm hẳn. Cảnh giới vũ trụ kia bắt đầu lo lắng nói, bảo sao Đại Thiên Tôn lại coi trọng cậu như vậy, tiền đồ của cậu sau này chắc chắn sẽ hơn tôi. Nhưng tương lai của vũ trụ đã nằm trong tay của Đại Thiên Tôn, cậu chỉ là một vai phụ mờ nhạt thôi. Ngô Bình, vai phụ thì sao, chỉ cần các người dám động vào tôi thì tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Người kia kiểu gì Đại Thiên Tôn cũng lấy được thiên đình. Ngô Bình thở dài nói, nếu thế thì tôi không khách sáo nữa. Lúc này, anh lại chỉ tay lên cao, đại đạo chí tôn thứ 48 đã xuất hiện, nó có tên là Thái Hư. Đại đạo Thái Hư là một con đường dành riêng cho hư ảo, là lý giải của Ngô Bình sau khi lĩnh ngộ các sức mạnh của vũ trụ chính. Đại đạo này đi từ hư đến thực, nếu tu luyện đến cuối thì có thể biến hư thành thực, thực hóa hư. Thật ra đại đạo Thái Hư là một cách kết nối vũ trụ hạng 2 với vũ trụ chính,
Tuy Ngô Bình chưa tu luyện đến cuối, nhưng anh đã tìm ra hướng đi đúng rồi. Đương nhiên bất kể là con đường tu tiên nhân đạo hay đại đạo thái hư của Ngô Bình đều chưa quá hoàn hảo, anh vẫn cần hoàn thiện thêm. Khi đại đạo thứ 48 xuất hiện, lực ảnh hưởng của đại kiếp đã giảm quá nửa, sức tàn phá cũng chỉ còn 1/10 của ban đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4874 không biết đang nghĩ gì. Còn Ngô Bình cũng đã trở thành đại đạo tôn thật sự nhờ mở được năm đại đạo chí tôn. Cường giả vũ trụ ngạc nhiên hô lên, đại đạo 48. Ngô Bình nói, thêm lần nữa là đại đạo thứ 49 đấy. Thấy tôi so với đại thiên tôn thì thế nào, ông ta đã ghi được mấy loại đại đạo chí tôn rồi. Người kia im lặng, đúng là đại thiên tôn cũng đã ghi hai đại đạo, nhưng chỉ ở vị trí 41 và 42. Trong lúc đó, Ngô Bình tiếp tục ghi tiếp, nhưng năm đại đạo sau đó của anh không phải đại đạo chí tôn, song vẫn mạnh hơn đại đạo bình thường. Từ đó, anh đã ghi được 10 loại đại đạo, sau đó lập tức có một phù văn xuất hiện trong người anh rồi khắc trong đạo thần, đây chính là dấu ấn kỷ nguyên của kỷ nguyên này. Dấu ấn vừa xuất hiện, Ngô Bình đã cảm thấy mối liên kết của vũ trụ mình chặt chẽ hơn, nhờ đó anh đã trở thành cường giả một kỷ nguyên. Tuy thực lực của anh đã mạnh hơn cấp này lâu rồi, nhưng sau khi thật sự trở thành cường giả kỷ nguyên, anh vẫn thấy rất kỳ diệu. Ngô Bình cố ý phô bày thực lực ra trước mắt cường giả vũ trụ kia, người đó im lặng, không biết đang nghĩ gì. Không dừng ở đó, Ngô Bình lại lấy một trái tim kỷ nguyên ra. Trái tim này được tạo ra từ rất nhiều dấu ấn kỷ nguyên của các cường giả kỷ nguyên, hiệu quả cũng mạnh hơn dấu ấn rất nhiều. Ngô Bình lấy nó ra rồi luyện hóa. Có dấu ấn của kỷ nguyên này rồi thì anh có thể dễ dàng luyện hóa được trái tim kỷ nguyên. Quỳnh! Trái tim kỷ nguyên bùng cháy, sau đó lại in lên đạo thần của Ngô Bình và hình thành dấu ấn kỷ nguyên thứ hai, nhưng dấu ấn này in sâu hơn dấu ấn trước rất nhiều. Nhờ đó, Ngô Bình đã trở thành cường giả hai kỷ nguyên. Sự chênh lệch giữa một và hai kỷ nguyên là rất lớn, cường giả hai kỷ nguyên mạnh gấp 10 lần cường giả một kỷ nguyên. Ngô Bình vẫn chưa ngưng nghỉ. Anh lại lấy trái tim kỷ nguyên thứ hai ra. Lại một kỷ nguyên nữa được khắc lên đạo thần của anh, còn anh đã trở thành cường giả ba kỷ nguyên. Cứ thế, anh liên tục đột phá trước mắt mọi người và phải đến khi trở thành cường giả chín kỷ nguyên thì anh mới dừng lại. Sau đó, Ngô Bình chợt thấy mình muốn đột phá tiếp thì không dễ chút nào, anh đã dùng hết những tích lũy suốt nhiều năm qua rồi. Trước đó, anh có thể giết đối thủ vượt cấp. Còn giờ thì thực lực của anh đã đạt đến mức nghịch thiên. Cường giả cấp vũ trụ kia sợ quá nên đành phải hiện thân, đó là một người đàn ông râu tóc bạc phơ, nhưng đường nét gương mặt thì vẫn còn trẻ. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi nói, không thể nào, tuy có thể luyện hóa được dấu ấn kỷ nguyên, nhưng cần thời gian rất lâu, vậy mà cậu có thể đột phá lên thành cảnh giới 9 kỷ nguyên chỉ trong một thời gian ngắn. Ngô Bình, giờ tôi đột phá lên thành 10 kỷ nguyên cho ông xem nhé. Khỏi cần, người đó thở dài nói, năm xưa, tôi cũng từng là cường giả 7 kỷ nguyên, nhưng muốn đột phá thêm thì quá khó. Sau đó nhờ một cơ duyên nên tôi đã trở thành cường giả cấp vũ trụ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức chạm ngưỡng thôi chứ không đột phá tiếp được. Còn cậu thì có tiền đồ rộng mở, là tôi có mắt như mù, giờ tôi không thể đoán được là cậu hay Đại Thiên Tôn sẽ thống nhất thiên hạ sau này nữa rồi. Ngô Bình nói, ông nên rõ tôi trở thành cường giả vũ trụ chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu tôi thích thì bây giờ đột phá luôn cũng được. Chương 4875 tiểu nhân hàng phục, xin bệ hạ tha mạng. Người kia thở dài rồi nói, tôi sẽ không giúp Đại Thiên Tôn nữa, cậu Lý, hy vọng sau này sẽ có cơ hội tỉ thí với cậu. Ngô Bình, nói dễ nghe hơn rồi đấy, xin hỏi đại danh. Người kia, tôi là Tả Linh không? Ngô Bình, ông Tả. Không tiễn nhé. Tả Linh không chắp tay rồi bay mất. Tả Linh không đi rồi, người của đế quốc thiên đỉnh đều ngẩn ra, họ đã nghe rõ cuộc trò chuyện của Ngô Bình và Tả Linh không nên cũng biết Ngô Bình là cường giả chín kỷ nguyên rồi, vậy giờ còn đánh đấm gì nữa. Lúc này, khí tức của Ngô Bình khiến những người khác không thể thở nổi, anh lạnh giọng nói, đế quốc thiên đỉnh rút mau, không thì ta sẽ cho các ngươi hết đường về. Không ai dám nghi ngờ thực lực của cường giả chín kỷ nguyên. Anh nói được thì sẽ làm được. Các tướng sĩ của đế quốc thiên đỉnh đã mất hết ý chí chiến đấu, ai nấy đều quỳ xuống. Có người còn nói, tiểu nhân hàng phục,
xin bệ hạ tha mạng. Có một thì sẽ có hai, đến đại thần quan trọng bên cạnh thiên đỉnh đại đế cũng quỳ xuống xin tha, không hề quan tâm đến hoàng đế của mình nữa. Thiên đỉnh đại đế nhăn nhó mặt mày vì biết mình đã thất thế, Ngô Bình quá mạnh và tiến bộ quá mạnh. Thiên đỉnh đại đế thở dài rồi nói, thiên võ đại đế, hy vọng cậu cho tôi một ngày để thu dọn và dẫn người nhà rời khỏi đây. Ngô Bình, được, tôi cho anh nửa ngày, anh có thể dẫn người trong cung đi, nhưng của cải thì phải để hết lại. Thiên đỉnh đại đế cắn răng nói, được. Sau đó, Tư Không Vũ đã dẫn binh vào hoàng cung, thiên đỉnh đại đế chỉ đành dẫn các phi tử cùng con cái của mình rời đi dưới sự giám sát của nhóm Tư Không Vũ, còn của cải thì phải để lại hết. Từ đó, đế quốc thiên võ đã thống nhất toàn bộ đại lục Hồng Hoang, đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một thế lực chiếm lĩnh được hết đại lục Hồng Hoang. Để khống chế toàn bộ đế quốc thiên đỉnh thì vẫn cần thêm một chút thời gian, khi thiên đỉnh đại đế dẫn người nhà quay về thiên đỉnh, Ngô Bình biết thời khắc nguy hiểm thật sự mới vừa bắt đầu, vì đứng sau lưng thiên đỉnh đại đế là Đại Thiên Tôn. Sau khi chiếm được đế quốc thiên đỉnh, việc đầu tiên Ngô Bình làm là dùng mọi phép thần thông để di chuyển thiên cung vào trong thiên đình. Thiên cung này vốn là một phần của thiên đình, ngày xưa vì một vài lý do nên mới lưu lạc bên ngoài. Giờ thiên cung quay về, thiên đình cũng coi như đã hoàn chỉnh. Trong thiên đình có rất nhiều thời không, hầu hết đều cần Ngô Bình đến tìm kiếm, đây cũng là kho báu chân quý nhất mà thiên thánh đời trước đã để lại cho anh. Nhưng giờ anh chưa phải thiên đế. Vì làm thiên đế không hề dễ chút nào, cần phải trải qua thiên kiếp và nhiều lần luân hồi, mà đây là một quá trình rất rườm rà. Trước đó, Ngô Bình đã có kiếm và ngọc tỷ của thiên đế rồi, những trải nghiệm ấy khiến anh có thể dễ dàng điều khiển được thiên đình. Hôm nay, anh gọi núi thần ra. 10 kỷ nguyên trước, núi thần đã được một thiên đế khác phong làm núi thần. Sau khi được sắc phong, núi thần đã hiện chân thân và dần đáp xuống thiên đình. Sau đó trở thành đỉnh núi trấn áp vận khí của thiên đình. Ngô Bình đã khống chế được cả đại lục Hồng Hoang, điều này có nghĩa là anh có thể bồi dưỡng rất nhiều thiên tài cho đại lục. Thái Thanh Thiên Tông và Học viện Vạn Đạo cũng bắt đầu chiêu sinh để bồi dưỡng nhân tài, đồng thời khôi phục nguyên khí cho dân chúng trong thiên hạ để giảm bớt gánh nặng và tăng dân số cho họ. Chương 4876 thực lực cũng được nâng cao hơn. Muốn nước mạnh không phải chuyện một sớm một chiều. Chính sách của Ngô Bình là tiến bộ chậm theo chất lượng, để người dân làm quen dần dần. Không lâu sau, các nhân tộc ở ngoài biển đều cử sứ giả tới và hàng phục đế quốc thiên võ. Tầm ảnh hưởng của đế quốc thiên võ nhanh chóng lan khắp sang các đại lục khác, nhưng các thế lực ở xa hoặc có dính tới thần tộc hay tiên tộc thì không thể giao lưu với nơi này vì giao thông bất tiện. Sau một tháng chính thức nắm giữ đại lục Hồng Hoang, đế quốc thiên võ đã dần ổn định. Tu vi của Ngô Bình cũng đã tăng lên thành cấp 12 kỷ nguyên. Mỗi khi tăng một kỷ nguyên, thực lực của anh đều mạnh hơn rất nhiều. Hiện giờ, vũ trụ trấn đán đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên, nhưng từ xưa đến nay chưa một ai có thể đạt đến cấp cường giả 12 kỷ nguyên như Ngô Bình. Anh mà tu luyện tiếp thì sẽ trở thành cường giả cấp vũ trụ, khi đến cấp này thì mỗi cường giả đều có cách tu hành của riêng mình. Con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình vẫn chưa hoàn thiện. Sau cảnh giới đại đạo tôn là cảnh giới kỷ nguyên. Sau kỷ nguyên là cảnh giới vũ trụ. Hiện giờ, anh đã hiểu rõ về nền tảng tu luyện cảnh giới kỷ nguyên, tiếp đó sẽ phải tự trải nghiệm tu hành ở cảnh giới vũ trụ. Thời gian qua, anh tu luyện không ngưng nghỉ, ánh sáng của vũ trụ chính mỗi ngày đều tỏa ra sức mạnh trong vũ trụ của anh, giúp vũ trụ của anh ngày càng mạnh hơn, thực lực cũng được nâng cao hơn. Cuối cùng thì hôm nay, Ngô Bình cũng cảm thấy khí tức của mình biến đổi. Vũ trụ của anh bắt đầu tự thu nhỏ lại, đạo tổ của anh cũng có sự thay đổi mãnh liệt. Đạo thần đã chìm vào trong vũ trụ để hấp thu sức mạnh ở đây, sau đó trở thành ý thức của vũ trụ. Ngay sau đó, vũ trụ đã rơi vào trạng thái bất động rất lâu, nhưng thời gian ở bên ngoài mới chỉ trôi qua một lát thôi. Nửa tiếng sau, Ngô Bình mở mắt ra, trong vũ trụ của anh chợt ngưng tụ một nguyên thần mới. Đúng thế, đây chính là nguyên thần cơ bản nhất mà anh từng tu luyện. Nguyên thần này chính là hóa thân từ ý thức của vũ trụ, nó đại diện cho sức mạnh của cả vũ trụ này. Nguyên thần xông ra khỏi vũ trụ rồi quay về cơ thể, làm người Ngô Bình ấm lên. Khoảng 3 ngày sau, cơ thể của Ngô Bình đã có sự biến đổi lớn, anh đã mạnh hơn lúc trước cả trăm lần. Ngay sau đó, nguyên thần vũ trụ của anh lao ra khỏi cơ thể và tiến vào trong vũ trụ vô tận,
bắt đầu hấp thu các loại sức mạnh ở đây. Cùng lúc đó, nguyên thần vũ trụ cũng đã tiếp cận với tần số của vũ trụ chấn đán và trở thành cây cầu nối vũ trụ nhỏ trong người Ngô Bình với vũ trụ chấn đán. Một cái là vũ trụ nhỏ trong người Ngô Bình, một cái là vũ trụ lớn bên ngoài, nhưng chúng ngày càng trở nên giống nhau. Có rất nhiều vũ trụ tập trung trong vũ trụ sau đó tiến vào vũ trụ của Ngô Bình qua nguyên thần vũ trụ. Từ đó, anh đã chính thức tiến vào cảnh giới vũ trụ và trở thành cường giả vũ trụ sơ kỳ. Ngày nào, Ngô Bình cũng tập trung tu luyện nên tiến bộ rất nhanh, anh hấp thu sức mạnh trong cả vũ trụ của mình và vũ trụ chính, anh đang có suy nghĩ sẽ ghi đại đạo chí tôn thứ 49 và làm chủ của kỷ nguyên. Ghi đại đạo chí tôn thứ 49 không phải việc khó với Ngô Bình, vì anh đã là cường giả vũ trụ. Cái khó là ở chỗ anh không có đại đạo phù hợp để dùng. Kể cả thánh đạo hay con đường tu tiên nhân đạo cũng không có cách chống đỡ đại đạo chí tôn thứ 49 này. Vì thế, sau khi có nguyên thần vũ trụ, Ngô Bình đã quay lại ỷ thiên cảnh. Lục Thiên Tường rất vui nên lập tức bày tiệc chiêu đãi anh. Ngô Bình không có tâm trạng thưởng tiệc nên hỏi luôn, anh Lục, tôi muốn vào địa động để gặp tà tu kia. Lục Thiên Tường hoảng hốt nói, đừng thiên thánh, thực lực của tà tu đó là vô địch thiên hạ đấy. Chương 4877 nó càng mạnh thì cảnh giới càng cao. Ngô Bình, anh từng bảo tà tu đó bị trấn áp xong thì thực lực cũng giảm nhiều rồi còn gì. Chẳng giấu gì anh, tôi đã là cường giả cấp vũ trụ rồi, dù không đối phó được với tà tu đó thì tôi cũng vẫn bảo vệ được bản thân mình. Lục Thiên Tường vô cùng chấn động, thiên thánh đã là cường giả cấp vũ trụ rồi ư. Quá đỉnh, chắc bây giờ thực lực của thiên thánh đã mạnh đến mức không tưởng rồi. Ngô Bình cười nói, trong cảm nhận của tôi thì nòng cốt của cảnh giới vũ trụ chính là vũ trụ trong cơ thể, nó càng mạnh thì cảnh giới càng cao. Lục Thiên Tường ngẫm nghĩ rồi nói, thiên thánh chờ một chút, tôi cần bàn với 9 gia tộc khác để chuẩn bị trước. Những người có cần giúp thì chúng tôi còn ta tay kịp thời. Ngô Bình biết Lục Thiên Tường lo cho mình nên gật đầu nói, được, mọi người cứ bàn đi. Chẳng mấy chốc, 10 gia tộc cảnh giới ỷ thiên tu tập đông đủ. Khi lần đầu nghe nói Ngô Bình sẽ đến gặp ác ma, ai nấy cũng đều phản ứng dữ dội hơn Lục Thiên Tường. Nhưng khi biết tu vi và thực lực của Ngô Bình, họ lại cảm thấy chuyến này dường như không có vấn đề gì. Cuối cùng 10 gia tộc cũng đều đồng ý, họ phái những người có thực lực mạnh nhất ra để đến nhà họ Lục gặp Ngô Bình. Lần này Ngô Bình có không muốn tham gia vào bữa tiệc cũng không được. Uống một vòng rượu, anh cũng xem như đã làm quen với 10 gia tộc, nói với mọi người. Hôm nay nếu tôi có thể tiêu diệt hết ác ma, mong rằng 10 gia tộc có thể gia nhập vào đế quốc thiên võ của tôi, các thế hệ trước của mọi người đều trấn áp tà ma, thành tích sẽ trường tồn cả ngàn năm, đều được phong làm vương tộc. Những người đứng đầu của 10 gia tộc nghe xong cũng cảm thấy vui mừng, đều nói cảm ơn. Sau bữa ăn thịnh soạn, mọi người đều đã coi Ngô Bình là chủ nhân, vô cùng tôn kính với anh. Sự kính ngưỡng này không chỉ là kính ngưỡng thực lực mạnh của Ngô Bình, mà còn kính ngưỡng tham vọng cao cả không gì sánh được của anh. Miệng hang được mở ra, một góc của lưới ánh sáng cũng bị vén lên, Ngô Bình nhảy thẳng vào đó. Đi vào trong hang động, anh liên tục rơi xuống dưới, khoảng hơn nửa tiếng sau, tốc độ rơi xuống mới chậm dần lại, sau đó dẫn đáp xuống đất. Dưới chân là nham thạch, hơn nữa nham thạch này được trận pháp duy trì nên không thể bị phá vỡ. Không gian nơi này cũng không quá lớn. Anh nhìn chung quanh mới nhận ra bên tay trái có một miệng hố nằm ngang, cao 2 mét. Anh vừa đáp xuống đã có mười mấy ác ma hóa thân lao đến, có đủ các hình dáng. Có vài ác ma nhìn giống rơi, có ác ma thì giống sói, lại có ác ma giống vượt, hình dáng rất kỳ lạ, thực lực đều rất mạnh. Nhưng Ngô Bình đã không phải là Ngô Bình trước đây nữa, hiện giờ thực lực của anh mạnh hơn trước đây gấp cả trăm lần, anh còn có thể huy động sức mạnh của cả vũ trụ để sử dụng. Hóa thân của ác ma này không phải là đối thủ của anh. Con dao găm trong tay xoẹt qua, một hóa thân ác ma bị chém chết, những ác ma khác nhanh chóng bao vây lấy anh tìm cơ hội để tấn công. Nhưng Ngô Bình lại không cho chúng có cơ hội đó, thân hình lay động, quang ảnh lóe lên, mười mấy hóa thân ác ma lần lượt ngã xuống đất, không mất đầu thì cơ thể cũng bị cắt làm đôi, không có một ác ma nào hoàn chỉnh. Giải quyết xong hóa thân ác ma này, anh đi vào trong động. Đi vào trong được mười mấy mét thì nhìn thấy một bậc thang đi xuống bên dưới, không khí ở đây rất nóng như thể đi vào miệng núi lửa. Đến khi đi xuống được 100 bậc thang,
anh đi vào một khu vực rất cực kỳ rộng lớn. Nền đất ở đây đều là dung nham. Lúc này, một người cao cả ngàn mét, không có quần áo, hơn nửa người của hắn chìm trong dung nham, xung quanh bị trói chặt bởi 12 sợi dây xích, mỗi sợi xích đều liên kết với một đại trận tuyệt thế trấn áp hắn ở đây. Người này mở mắt, tướng mạo của hắn rất bình thường, thậm chí chẳng khác gì loài người ở thế giới này. Dường như hắn đang đợi Ngô Bình, thấy anh bước vào lại nở nụ cười, này, cuối cùng anh cùng đến tìm tôi rồi, có phải đã nghĩ thông suốt rồi không? Chương 4878 cũng có thể hiểu như vậy. Ngô Bình, ý anh là tôi cứu anh ra ngoài sao? Đối phương nói, đúng thế, thả tôi ra ngoài, tôi sẽ cho anh rất nhiều lợi ích, không giới hạn. Ngô Bình, nếu không thả anh ra, tôi cũng có thể được lợi. Đối phương nhíu mày, anh không sợ tôi giết cậu. Ngô Bình, tà tu, anh bảo vệ bản thân còn khó nữa thì sao giết được tôi? Những hóa thân bị tôi giết đó cũng là do anh tốn rất nhiều thời gian mới tạo ra được nhỉ? Tà tu cười quái dị nói, không giống nhé, bây giờ anh đứng đối diện tôi có cả hàng ngàn cách để giết anh. Ngô Bình nhìn chằm chằm đối phương hỏi, sao tính cách của anh lại dễ nóng giận thế chứ? Nếu tôi đã đến đây rồi thì anh nên cố gắng thuyết phục tôi thay vì gay gắt với tôi mới phải chứ? Anh bất lịch sự như vậy rất dễ dọa tôi chạy đấy. Tính cách của tà ma này hung tợn, rất dễ kích động, những lời Ngô Bình nói lại khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi nói, này, làm sao thì anh mới chịu giúp tôi? Ngô Bình vung tay lên, một bàn rượu xuất hiện trước mặt anh, đây là bàn rượu anh vừa bảo Lục Thiên Tường chuẩn bị 48 món ăn và rất nhiều rượu ngon. Nhìn thấy thức ăn ngon, ánh mắt tà tu sáng rực. Hắn đã bị nhốt ở đây rất nhiều năm rồi, miệng đã nhạt đi rất nhiều. Ngô Bình, mặc dù anh là sinh linh của vũ trụ chính, nhưng số thức ăn này cũng có thể thỏa mãn anh. Nào! Chúng ta uống vài ly nhé. Anh vừa dứt lời, một đĩa thức ăn bay lên, hắn há miệng ra, thức ăn đổ ngược vào miệng, tà tu này lập tức nhai lấy nhai để. Ngô Bình mỉm cười, vẫn chưa hỏi họ tên, danh tính của các hạ. Ở thế giới này vẫn chưa có người nào biết đến tên của hắn, Ngô Bình là người đầu tiên hỏi như thế. Tà tu, Khưu Hóa Long. Ngô Bình cười nói, hóa ra là em Khưu. Đối phương tức giận nói, này. Anh cũng dám gọi tôi là em này em nọ à? Ngô Bình đoan chính nói, bây giờ tôi cho cậu ăn, cho anh uống, còn nói chuyện với cậu cho đỡ cô đơn, tất nhiên là tôi lớn hơn rồi. Nghe anh nói thế, Khưu Hóa Long cũng ngậm miệng lại, hắn sống ở đây quả thật vô cùng nhàm chán, nếu không cũng sẽ không bô bô nói nhiều với Ngô Bình như vậy. Ngô Bình nói tiếp, này cậu Khưu, có thể nói cho tôi biết chuyện của vũ trụ chính không? Cậu ở đó thuộc tu sĩ cấp bậc nào? Khưu Hóa Long, ở nơi đó, tôi là một tu sĩ trong thế giới phàm trần, tu vi của tôi không được xem là cao, có rất nhiều người có thể đánh bại được tôi. Nhưng tôi cũng được xem là một nhân vật có mặt mũi ở thế giới phàm trần, người bình thường không dám trêu chọc vào tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ, tức là nhìn lên trên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống dưới thì có thừa cấp bậc. Khưu Hóa Long hừ một tiếng, cũng có thể hiểu như vậy. Ngô Bình, bậc tu hành ở thế giới của các cậu là thế nào? Khưu Hóa Long nhìn anh, chắc anh là tu sĩ tiên đạo nhỉ? Bọn tôi cũng tu hành tiên đạo, giống với những gì anh biết đấy. Chương 4879 cậu không thử nữa sao? Phiền cậu nói rõ hơn một chút. Khưu Hóa Long, tu vi của bọn tôi được chia thành 10 tầng luyện khí, 10 tầng bí pháp, 10 tầng thần thông. Tu vi của tôi là luyện khí tầng 5. Ngô Bình, hóa ra cậu chỉ mới là luyện khí tầng 5, tôi còn tưởng cậu mạnh lắm chứ. Khưu Hóa Long nổi giận, này tên kia, anh xem thường tôi. Ngô Bình, ý của tôi là cậu chỉ mới là luyện khí 5 thôi, sao lại đến vũ trụ thứ này? Khưu Hóa Long, đương nhiên là vì trong tay tôi có Hư Linh Châu, đây là một vật quý báu. Vận may của tôi cũng khá tốt, vô tình có được nó. Ngô Bình chớp mắt, có thể cho tôi xem món bảo vật trên người cậu không? Khưu Hóa Long lắc đầu, không thể được. Ngô Bình cười nói, sao lại không thể? Không có tôi giúp thì cậu sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, thậm chí có thể sẽ chết ở đây. Với một người ngoài, bảo bối có tốt đến mấy thì cũng có tác dụng gì chứ? Khưu Hóa Long nhìn anh muốn nói gì? Ngô Bình, tôi muốn nói cậu nên đối xử tốt với tôi một chút. Như thế tôi mới có thể thiện chí giúp đỡ cậu.
Khưu Hóa Long hừ một tiếng, tôi đã nói rồi, tôi có thể giết anh không sợ chết sao? Ngô Bình nhướng mày, Khưu Hóa Long, cậu thật sự nghĩ tu sĩ luyện khí đến từ vũ trụ chính rất lợi hại sao? Được thôi, tôi có cậu cơ hội, cậu giết tôi thử xem. Vừa dứt lời, một luồng không khí ập đến, giữa đường còn biến thành trường ảnh, ấn lên ngực Ngô Bình. Phụt, Ngô Bình vung tay lên phá vỡ trường ảnh đó, cả bàn tay đều tê cả lại, còn trường ảnh này không phải là toàn bộ sức mạnh Khưu Hóa Long, anh bị trấn áp không thể phát huy toàn bộ uy lực của mình. Chẳng qua chỉ có thế thôi, anh nhìn Khưu Hóa Long. Khưu Hóa Long cũng không tức giận nói, người có thể đỡ được một trường của tôi không nhiều, anh thú vị đấy. Ngô Bình, cậu không thử nữa sao? Khưu Hóa Long, tôi đã bị trấn áp rồi, sức mạnh một đòn đó không bằng một phần uy lực bình thường của tôi. Ngô Bình, suy xét thử xem đi, cho tôi mượn Hư Linh Châu xem một chút. Khưu Hóa Long cười mỉa, Hư Linh Châu này liên quan đến việc tôi có thể đi ra khỏi đây không, sao tôi có thể đưa cho anh được? Ngô Bình, ý cậu là không có Hư Linh Châu thì cậu không thể quay về. Khưu Hóa Long, tất nhiên. Thực lực của tôi không đủ mạnh để tôi có thể đi lại giữa thế giới ảo thực. Ngô Bình, vậy cậu nghĩ bộ dáng hiện tại của tôi đi vào vũ trụ chính có thể chịu được môi trường ở đó không? Chương 4880 thu gom thế nào? Khưu Hóa Long, mặc dù đòn tấn công lúc nãy của tôi chỉ có 1/10 uy lực nhưng vẫn có thể giết chết người phàm ở bên kia, nhưng anh lại không hề hấn gì. Cho nên nếu anh có đến vũ trụ chính, thể chất này của anh hẳn là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, giai đoạn đầu anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, sức mạnh cũng sẽ giảm xuống, có thể không bằng người bình thường. Ngô Bình, còn nữa nhân gian ở nơi đó như thế nào? Cũng có từng đại lục như bên này sao? Khưu Hóa Long, đại lục là nơi các tiên nhân sinh sống, người bình thường như chúng tôi định cư trên tinh cầu, tiên nhân và người thường gần như không giao lưu qua lại với nhau. Ngô Bình, trước đó hóa thân của cậu nói với tôi rằng thật ra vũ trụ phụ là thế giới tinh thần được các tu sĩ có thực lực mạnh tạo ra. Vậy thì liệu rằng công pháp mà tôi tu luyện ở vũ trụ phụ vẫn có hiệu quả trong vũ trụ chính chứ? Khưu Hóa Long, đương nhiên là không có tác dụng gì rồi, giống như sức mạnh do một người tưởng tượng ra vậy, dù sao thì cũng không thể thi triển được ở thế giới thực. Nhưng lý thuyết tu hành hiện tại của anh không có vấn đề gì cả. Những lý thuyết này rất hữu ích sự tu hành ở vũ trụ chính của anh. Hắn ngừng một chốc này, nói nãy giờ rồi, ý anh là anh muốn đến vũ trụ chính. Ngô Bình, đúng thế, hoang tưởng dù sao cũng là hoang tưởng, tôi muốn tiếp xúc với sự chân thật. Khưu Hóa Long thở dài, đây là lần đầu tiên hắn thở dài ở thế giới này. Đi vào vũ trụ chính, tiếp xúc với hiện thực có ích lợi gì? Khi đến bên đó thực lực vô địch của anh còn chẳng bằng một người bình thường ở đó, không chừng sống mấy chục năm nữa là chết. Nhưng ở đây, cậu có thể sống được rất nhiều kỷ nguyên, trường sinh không chết, thực lực lại mạnh, lẽ nào không tốt hơn sao? Ngô Bình cười nói, nếu tôi không biết có một vũ trụ chính thì thôi, còn tôi đã biết rồi thì nhất định phải đến đó. Khưu Hóa Long, đến vũ trụ chính, anh sẽ phải nói lời tạm biệt với mọi thứ trước kia của anh có thể vứt bỏ được sao? Ngô Bình, tại sao tôi phải vứt bỏ? Đến lúc đó tôi có thể đi qua đi lại giữa hai thế giới mà. Khưu Hóa Long thở dài, xem ra anh chẳng biết sự thật gì cả. Ngô Bình, sự thật gì cơ? Khưu Hóa Long, mục đích những đại tài này mở không gian tinh thần ra là để bồi dưỡng chân truyền đệ tử của họ. Cứ cách một khoảng thời gian, truyền nhân đệ tử của họ sẽ tiến hành thu gom. Ngô Bình, thu gom thế nào? Khưu Hóa Long cười nhạo, đại kiếp kỷ nguyên mà các anh nói có vô số sinh linh bị tiêu diệt, thật ra là những đệ tử kia đang góp nhặt thế giới tinh thần, năng lượng của những sinh linh chết đi sẽ được thu gom lại, luyện chế thành thuốc để tăng tu vi của họ. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi, nhưng theo tôi được biết, thế giới này cũng có rất nhiều cường giả kỷ nguyên. Khưu Hóa Long nhìn anh đã từng gặp được bao nhiêu người trong số các cường giả sống qua mấy kỷ nguyên đó? Cho dù họ còn sống, cũng là vì những người thu gom đó muốn họ sống. Chỉ có như thế, nền văn minh mới được truyền lại rồi sinh ra một thế hệ sinh linh mới, cung cấp cho chúng thu gom. Ngô Bình rơi vào trầm tư. Khưu Hóa Long, ngoài việc thu gom, những truyền nhân và đệ tử đó thỉnh thoảng sẽ phóng tinh thần của chúng đến đây để tu luyện. Vì đám người này có căn cơ gốc rễ nên đều rất kiêu ngạo,
hở một chút là tàn sát sinh vật của một đại lục, chúng mới là ác ma đấy. Chương 4881 tôi không tin cậu được. Tâm trạng Ngô Bình rất nặng nề, anh không ngờ thế giới này vẫn còn nguy hiểm như thế. Anh hỏi tiếp, mỗi một vũ trụ phụ đều là thế giới tinh thần do một cường giả tạo ra à? Khưu Hóa Long, đúng thế, thật ra lúc đầu mỗi vũ trụ phụ đều độc lập, dù sao cũng rất khó để mở các thế giới tinh thần khác nhau. Nhưng về sau một vài vũ trụ đã sinh ra cường giả siêu cấp, cũng chính là cường giả cấp vũ trụ mà các anh thường gọi đấy. Họ mở ra các thế giới tinh thần khác nhau, làm cho giữa các vũ trụ khác nhau xuất hiện vấn đề giao tiếp. Nói đến đây, hắn nói các đệ tử truyền nhân được tu luyện trước đó rất thích các cường giả vũ trụ của các anh. Các anh là thuốc bổ của chúng, tiêu diệt bừa một người nào đấy đều có thể làm tăng tinh thần lực. Ngô Bình nhíu mày, rất nhiều cường giả vũ trụ đều bị giết rồi sao? Khưu Hóa Long, đương nhiên, nếu không với lịch sử lâu dài của các vũ trụ, không biết đã sinh ra biết bao nhiêu cường giả vũ trụ rồi. Nhưng thật ra anh đã từng gặp mấy cường giả vũ trụ. Ngô Bình nhíu mày, thế nên bọn tôi không an toàn, có thể chết bất cứ lúc nào. Khưu Hóa Long, các anh vốn dĩ được tạo ra, vận mệnh lại nằm trong tay người khác, thế nên đừng cố vùng vẫy nữa, có giãy giụa cũng vô ích thôi. Giống như vũ trụ trong cơ thể anh vậy, mọi thứ bên trong đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Sinh linh bên trong vũ trụ của anh sao có thể chống lại anh được đây? Ngô Bình cười mỉa, nhưng tôi chưa từng nuốt lấy vũ trụ của mình. Khưu Hóa Long, tóm lại, hãy tận hưởng đi. Ngô Bình, Khưu Hóa Long. Mặc dù vũ trụ trấn đán là thế giới tinh thần nhưng năng lực ẩn chứa trong nó cũng rất lớn nhỉ. Khưu Hóa Long, điều đó là đương nhiên. Thật ra những thế giới tinh thần này vẫn luôn phát triển, đã mạnh hơn lúc đầu gấp cả ngàn lần. Mà anh hỏi chuyện này làm gì? Ngô Bình nhìn hắn, năng lượng trong thế giới tinh thần cũng là năng lượng. Điều tôi muốn nói là nếu tôi kiểm soát đủ năng lượng ở vũ trụ trấn đán, liệu cũng có thể giết chết những người thu thập đó không? Khưu Hóa Long ngơ ngác, anh muốn giết người thu thập các anh. Đùa à? Ngô Bình nhìn hắn, nhưng về lý thuyết là có thể, đúng chứ? Khưu Hóa Long im lặng vài giây rồi nói, đúng là thế, nhưng chuyện anh vừa nói chưa từng xảy ra. Ngô Bình, vậy à? Nhưng theo tôi được biết, nơi này của bọn tôi từng có cao thủ đi vào vũ trụ chính, hơn nữa cuối cùng còn bình an quay về. Khưu Hóa Long lắc đầu, đi vào vũ trụ chính thì thế nào nữa? Cuối cùng chẳng phải cũng chết đó sao? Một khi đến nơi đó rồi, nếu muốn quay về cũng chỉ có con đường chết. Ngô Bình, tại sao? Vì trên người họ có dấu ấn của vũ trụ chính, một khi quay về thì sẽ bị đám người thu thập đó cảm nhận được, sau đó lập tức tiêu diệt họ. Hắn nói tiếp, nhưng nếu anh có thể giúp tôi thoát khỏi xiềng xích này, tôi có thể dẫn anh đến vũ trụ chính, đảm bảo anh được an toàn. Ngô Bình, tôi không tin cậu được. Khưu Hóa Long cười nhạo, nhưng ngoài việc tin tôi thì không còn cách nào khác. Ngô Bình, đợi thực lực của tôi đủ mạnh, việc đầu tiên tôi làm là giành lấy Hư Linh Châu. Khưu Hóa Long cũng cười nhạo, vậy à, thực lực của vài người lúc đầu cũng không kém cỏi hơn anh thế mà cũng bị tôi giết đấy thôi. Ngô Bình, tất nhiên tôi mạnh hơn họ. Nói rồi vũ trụ trong người anh khẽ rung lên, sức mạnh của cả vũ trụ trấn đán hội tụ lại. Lúc này ngay cả Khưu Hóa Long cũng cảm nhận được áp lực đáng sợ hệt như cả thế giới tinh thần đang đối địch với hắn vậy. Chương 4882 Nữ Oa Tiền Bối. Mặt Khưu Hóa Long biến sắc, anh và những cao thủ vũ trụ khác không giống nhau. Ngô Bình, đương nhiên không giống rồi, tôi mạnh hơn bọn họ. Cậu cũng đã nói năng lượng của vũ trụ này rất mạnh, nếu có một ngày tôi có thể nắm giữ 1/10 vũ trụ này, thậm chí một nửa sức mạnh. Vậy cậu còn chống đỡ nổi không? Khưu Hóa Long im lặng một lúc rồi từ từ nói, chuyện chưa xảy ra không thể thuyết phục được tôi. Ngô Bình cười, nói, không sao cả, vậy cậu cứ từ từ đợi đi. Anh nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Lúc quay về cửa động, anh cho người đậy nắp kim loại lại. Mọi người lập tức vây đến, thiên thánh, người gặp được con ác ma đó rồi sao? Ngô Bình gật đầu, ác ma thật sự rất mạnh. Nhưng không phải không thể đánh bại. Mọi người vui mừng, Lục Thiên Tường nói, Thiên Thánh, ý người là sau này có cơ hội trừ khử hắn ta sao? Ngô Bình, không sai, hơn nữa sẽ không lâu nữa đâu. Ngô Bình nói với mọi người vài câu thì chào tạm biệt, rồi quay về lại Thiên Đình,
tiếp tục khám phá thiên đình. Trong thiên đình có rất nhiều thế giới chưa được khám phá, anh phải tìm ra từng thế giới một. Ngoài ra, anh cũng chuyển thần nông cốc đến thiên đình. Tiếp đó, Ngô Bình đã mất thời gian nửa năm để tìm ra tất cả các khu vực của thiên đình, trở thành chủ nhân thật sự của thiên đình. Cùng lúc đó, anh cũng tìm ra tất cả bảo tàng mà tiên đế để lại trong hành cung của mình. Đương nhiên, trong thời gian này anh vẫn tiếp tục tu luyện, theo đuổi đẳng cấp cao hơn của cảnh giới vũ trụ nhưng mãi vẫn chưa đột phá được. Hôm nay, Ngô Bình bỗng cảm nhận được sự kêu gọi đến từ sâu trong vũ trụ, vô cùng thân thiết. Anh động lòng, lập tức phóng lên trời, bay về bầu trời cao. Vài phút sau, anh đến trước một cung điện cổ kính khổng lồ, cửa cung điện rộng mở, tiếng gọi vang lên từ bên trong. Anh bước vào thì thấy một cô gái xinh đẹp, hiền từ không thể dùng lời lẽ nào để miêu tả. Ngô Bình nhìn thấy cô ấy cứ như nhìn thấy người mẹ xinh đẹp đoan trang. Ngô Bình buột miệng thốt lên, nữ oa tiền bối. Cô gái mặc trang phục trong cung, cao quý và đoan trang, cô ấy mỉm cười, Huyền Bình, tôi là nữ oa. Ngô Bình tiến về trước bái chào cung kính. Nữ oa là bà tổ của loài người, là cô ấy đã tạo ra loài người. Hơn nữa, anh cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cô ấy. Tiền bối, người gọi tôi sao? Nữ oa gật đầu nhẹ, cậu đã chạm đến căn cơ của vũ trụ, đã là cao thủ cấp vũ trụ rồi, đương nhiên tôi phải gặp mặt cậu thử. Ngô Bình, vãn bối bất ngờ vì quá được yêu thương. Chương 4883 tôi có thoát được không? Nữ oa, Huyền Bình, chắc trong lòng cậu có rất nhiều thắc mắc, bây giờ có thể hỏi tôi. Ngô Bình, tiền bối, năm xưa là người đã tạo ra loài người sao? Nữ oa, thật ra rất lâu trước đây, vũ trụ chấn đán đã có loài người rồi, nhưng rồi đã bị diệt vong. Sau đó tôi đã tạo ra lại con người. Ngô Bình, tiền bối là con người sao? Nữ oa lắc đầu, tôi được trời đất sinh ra, tồn tại từ thời xa xưa, sự tồn tại của tôi là để giữ vững sự cân bằng cho vũ trụ này. Ngô Bình, vậy chắc người biết vũ trụ chính, biết những người đến đây để săn mồi nhỉ? Nữ oa nói, xem ra cậu biết được rất nhiều chuyện. Không sai, thế giới này của chúng ta là thế giới ảo. Rất nhiều cao thủ vũ trụ đều đã bị nuốt chửng, đúng không? Nữ oa thở dài, đúng vậy. Ngô Bình, tôi không còn câu hỏi nữa. Nữ oa nhìn anh, nói, Huyền Bình, tôi gọi cậu đến đây là để nói cho cậu biết, khoảng 3 tháng sau, nguyên thần của một tu sĩ của vũ trụ chính sẽ vào vũ trụ trấn đán để nuốt chửng cậu. Ngô Bình, sao tiền bối lại biết? Nữ oa, từng có mấy nguyên thần đến đây thăm dò và trao đổi bằng tinh thần, vì vậy nên tôi mới biết chuyện này. Chỉ nuốt chửng mình tôi thôi sao? Nữ oa, đợt này sẽ có 3 cao thủ vũ trụ bị nuốt chửng. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, tôi có thoát được không? Nữ oa, rất khó, nhưng cũng không phải là không có cách. Bây giờ tu vi của cậu là vũ trụ sơ kỳ, có thể vào được vũ trụ khác. Nguyên thần của đối phương chỉ dám săn mồi trong vũ trụ trấn đán, không dám vào vũ trụ khác. Đương nhiên, cậu vào vũ trụ khác cũng có nguy hiểm, có khả năng cậu sẽ bị thợ săn của vũ trụ khác nuốt chửng. Ngô Bình, tiền bối, chúng tôi mãi mãi không thể chống lại được những kẻ xâm lược đó sao? Nữ oa lắc đầu, không thể nào. Nguyên thần của họ dám đến đây thì đều có biện pháp bảo vệ tính mạng, cậu có thể trốn được một lần nhưng không thể trốn được cả đời. Ngô Bình im lặng một lúc rồi lại hỏi, tiền bối, tôi nghe nói vũ trụ trấn đán sẽ tạo ra trật tự tối cao hả? Nữ oa, đúng vậy, trật tự tối cao, thật ra chính là trật tự chung của vũ trụ chính và vũ trụ thứ. Lúc vũ trụ trấn đán mới được tạo ra, có vô số tu sĩ tìm nó, nhưng nó mãi chỉ là truyền thuyết. Có điều chúng tôi đều có dự cảm, kỷ nguyên này vũ trụ trấn đán rất có khả năng sẽ sinh ra trật tự tối cao. Ngô Bình, làm sao mới có thể tìm ra trật tự tối cao? Nữ oa, nếu muốn tìm ra trật tự tối cao, trước hết cậu phải trở thành chủ nhân của kỷ nguyên. Ngô Bình, chủ nhân của kỷ nguyên sao? Xem ra tôi còn phải viết nên hai đại đạo chí tôn. Chương 4884 bị một sức mạnh vô hình xóa bỏ. Nữ oa cười, nói, gặp mặt cậu là để tặng cậu hai món đồ. Cô ấy vừa nói vừa đưa tay trái ra, lòng bàn tay có hai đốm sáng lơ lửng, dường như bên trong có chứa một luồng sức mạnh thần bí. Ngô Bình, tiền bối, đây là gì?
Nữ oa, đây là hai bộ công pháp mà vị cao nhân tạo ra vũ trụ trấn đán đã tu luyện, thuộc về vũ trụ chính. Dù ở vũ trụ chính thì hai bộ công pháp này cũng được xếp vào loại đỉnh cao. Mắt Ngô Bình sáng lên, cảm ơn tiền bối. Nữ oa, cậu có được hai bộ công pháp này thì chắc sẽ có thể tạo ra thêm được hai loại đại đạo chí tôn nữa, hy vọng cậu có thể tu luyện thành công chúng trước khi những kẻ săn mồi đó tìm thấy cậu. Ngô Bình, vâng. Nữ oa, cậu quay về đi. Vãn bối cáo từ. Ngô Bình quay về hoàng cung thì háo hức muốn tu luyện hai loại công pháp đó. Hai loại công pháp gồm một đốm sáng màu lam và một đốm sáng màu đỏ, anh chọn quả cầu năng lượng màu đỏ trước. Quả cầu năng lượng đó bị anh đưa vào trong vũ trụ, bắt đầu lĩnh hội điều kỳ diệu bên trong. Anh vừa tiếp xúc với bộ công pháp này thì liền cảm thấy hướng tu luyện của vũ trụ chính và hiện tại khác nhau hoàn toàn, dù sao thì hoàn cảnh của hai bên cũng không giống nhau, một bên là hư vô, một bên là thực tế. Công pháp này tên là Hỏa Thần Công, có ba bộ thượng, trung, hạ, trong đó bộ thượng tên là Chân Dương Kinh. Ngô Bình kết hợp với đặc điểm của vũ trụ trấn đán, tiến hành sửa đổi công pháp, anh không thay đổi cốt lõi của nó nhưng vẫn có thể tu luyện được trong vũ trụ trấn đán. Một tháng sau, anh đã hiểu hết được toàn bộ công pháp, bắt đầu viết đại đạo chí tôn thứ 49, Hỏa Thần Đại Đạo. Một khi đại đạo chí tôn thứ 49 xuất hiện, khí tức của vũ trụ sẽ thay đổi theo nó, đại tai biến ban đầu lập tức bị một sức mạnh vô hình xóa bỏ. Còn công pháp tu luyện vũ trụ chính mà Ngô Bình liên kết với cả vũ trụ cũng trở nên chặt chẽ hơn. Vì dù sao thì vũ trụ này cũng do người tu luyện công pháp này tạo ra, vì vậy nên ít nhiều gì thì bên trong nó cũng có chứa năng lượng của Hỏa Thần Công. Quả nhiên khi đại đạo chí tôn thứ 49 được viết ra, Ngô Bình đã cảm thấy có một luồng sức mạnh trong vũ trụ gắn bó rất mật thiết với anh, sức mạnh đó chính là sức mạnh Hỏa Thần Công. Sức mạnh đó màu đỏ, nó tuôn ra từ khắp nơi, sau đó được đại đạo chí tôn hấp thụ khiến nó càng lúc càng mạnh hơn. Mấy ngày nữa lại trôi qua, Ngô Bình cảm thấy cảnh giới của mình được nâng cao, anh bất giác bước vào cảnh giới vũ trụ trung kỳ. Lúc này, tóc của Khư Hóa Long lại phát ra âm thanh cao vút, anh có chút bản lĩnh đó, không ngờ lại còn có thể đột phá. Chương 4885 chạy mất rồi. Ngô Bình, Khư Hóa Long, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn giao Hư Linh Châu cho tôi không? Khư Hóa Long cười lạnh lùng, anh đừng đắc ý. Tu vi càng cao thì càng dễ bị săn đuổi, không tin thì cứ chờ mà xem. Ngô Bình lạnh lùng đáp, nếu người đó dám đến thì tôi sẽ giết chết anh ta. Họ đang nói chuyện thì cột năng lượng ánh sáng được nhị thập tứ đồ thu hút trong vũ trụ của anh bỗng biến thành màu đỏ. Ngô Bình bắt đầu hấp thụ lượng lớn năng lượng và hỏa nguyên mà thần hỏa công cần từ vũ trụ chính. Hỏa nguyên không ngừng vào trong vũ trụ của anh, sau đó từ vũ trụ lan tỏa ra toàn thân, tôi thể, hình thể. Hôm đó, Thường Thiên Sách bỗng dưng đến thăm. Tên Thường Thiên Sách này có huyết mạch thần tộc, trước đây anh ta không phục Ngô Bình, nhưng sau khi thấy được bản lĩnh của anh thì bây giờ đã trở thành người ủng hộ Ngô Bình, cực kỳ kính phục anh. Ngô Bình gặp đại thiếu gia nhà họ Thường trong điện thì cười nói, anh Thường tìm tôi có việc gì sao? Thường Thiên Sách nói, bệ hạ, hình như đại tai họa đã kết thúc rồi, chắc là công của anh đúng không? Ngô Bình gật đầu, có chút liên quan. Thường Thiên Sách vô cùng bái phục, nói thiên thánh thật lợi hại, đại tai họa kết thúc sớm không biết đã cứu vớt được bao nhiêu người dân. Ngô Bình, anh Thường, có gì cứ nói thẳng. Thường Thiên Sách nghiêm túc nói, thiên thánh, tôi có huyết mạch của thần tộc nên biết được một số bí mật của thần tộc. Ngô Bình, ồ, bí mật gì? Thường Thiên Sách, thiên thánh có biết tại sao thần tộc lại có thể đánh bại được tiên tộc dũng mãnh, nắm giữ hai kỷ nguyên không? Ngô Bình hỏi, tại sao? Thường Thiên Sách, nghe nói có liên quan đến một bảo bối cướp được từ vũ trụ chính. Bảo bối đó có thể khiến nhân vật lớn của thần tộc trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngô Bình, nhất định bảo bối đó được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thường Thiên Sách, đúng là rất nghiêm ngặt, nhưng tôi có được tin, đột nhiên báu vật đó đã tự chạy mất rồi. Ngô Bình hơi ngây ra, chạy mất rồi. Thường Thiên Sách gật đầu, nhân vật lớn của thần tộc nhận định bảo bối đó vẫn còn ở thần giới. Chỉ là không biết được vị trí cụ thể. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, vậy tại sao bảo bối đó lại chạy mất? Thường Thiên Sách, nghe đồn là chủ nhân của bảo bối đã xuất hiện nên nó mới chạy ra ngoài, chờ đợi chủ nhân của nó đến tìm nó.
Chương 4886 nhiệm vụ thứ hai là gì? Ngô Bình, nói vậy thì bảo bối này có sứ mệnh à? Thường Thiên Sách, cụ thể thế nào tôi không rõ, tôi chỉ cảm thấy biết đâu tin này có ích cho Thiên Thánh. Ngô Bình cười, nói, anh đang hy vọng tôi đi tìm báu vật đó đúng không? Thường Thiên Sách, Thiên Thánh có thể tìm được là tốt nhất, nếu không tìm được cũng không mất gì. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều này. Thường Thiên Sách cười he he, Thiên Thánh khách sáo rồi, đều là chuyện tôi nên làm. Phải rồi, đây là thân phận thần tộc của nhà họ Thường tôi. Anh ta vừa nói vừa đưa cho Ngô Bình một ngọc phù, nói, bóp nát ngọc phù, phù văn bên trong sẽ vào trong cơ thể của Thiên Thánh, trở thành dấu hiệu của thần tộc, có điều là thân phận thần nhân. Ngô Bình, thần nhân cũng được. Thường Thiên Sách ở lại Hoàng Cung chơi một ngày, nói chuyện tán dóc với Ngô Bình, hôm sau mới tạm biệt và rời đi. Ngô Bình tiễn Thường Thiên Sách về xong thì không đến thần giới ngay. Anh ở lại Thiên Đình lĩnh hội thêm một thời gian nữa, sau đó mở rộng tiên đạo, biến nó thành một loại công pháp mà mọi người trên thế gian đều có thể luyện, thế thì còn tốt hơn cả nhân đạo tiên đồ. Công pháp này vừa hoàn thành thì anh quay về Huyền Nguyên Môn, truyền thụ tiên đạo mới cho các đệ tử, sau đó lệnh cho họ tuyên truyền sâu rộng. Thật ra tiên đạo mới có uy lực không bằng nhân đạo tiên đồ nhưng phạm vi đối tượng của nó rộng hơn, dù là yêu, thần, người hay thậm chí là thực vật, động vật, cũng đều có thể tu luyện. Tiên đạo này được Ngô Bình đặt tên là Huyền Nguyên Tiên Đạo. Sau khi Huyền Nguyên Tiên Đạo ra đời, anh lại mở một thời không ngoài Kim Tiên Giới, đặt tên là Huyền Nguyên Giới. Trong Huyền Nguyên Giới cũng có công đức, hễ ai tu tiên thành công đều có thể vào Huyền Nguyên Tiên Giới tu luyện. Ngô Bình ở lại trong Huyền Nguyên Tiên Giới hơn 10 ngày, vừa hay Huyền Nguyên Môn nằm trong thần thổ thông thiên, thần thổ tự hình thành thiên địa. Chỗ này còn có một việc anh chưa làm xong, đó là vào Thượng Thiên Giới, có được 6 bảo tàng khác. Thông thiên từng nói với anh, tiên tổ để lại 7 bảo tàng, trước đây anh đã tìm được một cái, vẫn còn lại 6 cái chưa tìm ra. Lúc đến lại Thượng Thiên Giới, giọng của thông thiên lại vang lên, cuối cùng thì cậu cũng đã quay lại. Ngô Bình hỏi thẳng, nhiệm vụ thứ hai là gì? Thông Thiên nói, thật ra cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai đến nhiệm vụ thứ năm rồi. 4 nhiệm vụ này gồm trở thành Tiên Hoàng, Thủy Tiên, Chân Hoàng, Thánh Hoàng. Ngô Bình, ô, sao nhất định phải trở thành Tiên Hoàng và Thánh Hoàng? Chương 4887 ông muốn ra tay với tôi sao? Thông Thiên, Tiên Tổ cho rằng Chân Hoàng và Thánh Hoàng là thích hợp tu tiên nhất. Ngô Bình, còn nhiệm vụ thứ 6 và thứ 7 là gì? Thông Thiên, nhiệm vụ thứ 6 là đánh thức những bức tượng đó. Thực lực bây giờ của cậu rất mạnh, chắc chuyện này không khó với cậu. Nhiệm vụ thứ 7 là phải khiến tiên đạo xuất hiện trên Lăng Thiên Vạn Đạo. Ngô Bình nói, vậy tôi đánh thức những bức tượng này vậy. Anh nói xong thì đến chỗ đặt những bức tượng, phát ra một luồng tiên âm. Tiên âm vừa vang lên thì tất cả các bức tượng đều động đậy. Những luồng khí tức mạnh mẽ nối tiếp nhau vút lên trời. Lúc họ khôi phục lại ý thức thì đều nhìn về phía Ngô Bình, còn cơ thể Ngô Bình thì toát ra khí tức tiên đạo, khiến họ cảm thấy kính sợ, quỳ hết xuống đất. Ngô Bình nói, các vị đều có chút căn cơ, nhưng chưa từng học được tiên đạo thật sự, bây giờ tôi truyền thụ tiên đạo lại cho mọi người, sau đó hãy đến Huyền Nguyên Giới tu luyện đi. Anh dứt lời thì vung tay áo, mấy vạn bức tượng liền biến mất hết, vào trong Huyền Nguyên Tiên Giới của anh. Anh giải quyết hết những bức tượng thì mỉm cười, nói, Thông Thiên, ông xuất hiện đi. Thông Thiên, sao lại nói thế? Ngô Bình thản nhiên đáp, năm xưa sau khi tiên tộc diệt vong, có dòng giống lưu truyền lại. Tiên tổ lại là người cùng tạo ra dòng giống tiên, lại có thể tạo ra tam trùng thiên ở đây. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông chính là tiên tổ chính là ông, đúng không? Tiếng cười lớn từ hư không truyền đến, một sinh linh hình người nhưng đầu lại mọc đầy lông vàng xuất hiện, mắt của ông ta cũng màu vàng, ông ta nói cậu rất thông minh. Ngô Bình nhìn đối phương, tiên tổ. Sinh linh đó gật đầu, tôi là tiên tổ, tiên tộc duy nhất còn sống, sao cậu dám chắc tôi là thông thiên? Ngô Bình, bây giờ cảnh giới của tôi không thấp hơn ông, đương nhiên có thể cảm nhận được ông. Cộng thêm một số manh mối trước đây, không khó để nhìn thấu ông. Tiên tổ nói, tôi tạo ra thông thiên thần thổ là muốn tạo ra tiên đạo mới, vì tôi biết rõ, tiên đạo vốn có không phù hợp với kỷ nguyên mới.
Vì vậy đến ông cũng không thể khiến tiên đạo xuất hiện trên chư thiên vạn đạo, nên ông mới cần thiên kiêu nhân tộc giúp đỡ. Tiên tổ nói, đúng vậy, bản thân tiên tộc chúng tôi không cách nào nghịch thiên đổi mệnh cho mình, nhưng nhân tộc các cậu thì lại có thể, các cậu sinh ra vốn đã là phi thường, cũng chỉ có các cậu mới có thể giúp tiên đạo tiến hóa. Ngô Bình, nhưng sự tiến hóa của tiên đạo không phải chuyện tốt cho nhân tộc. Tiên tổ, sao lại không phải chuyện tốt? Tương lai công pháp này sẽ đồng hóa tất cả nhân tộc, biến nhân tộc yếu đuối thành tiên tộc dũng mãnh. Ngô Bình cười khẩy, cái gì mà thần tộc, tiên tộc, đều không bằng nhân tộc. Nguyện vọng của ông e là không cách nào thực hiện. Tiên tổ thở dài, vốn dĩ muốn xem cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, giờ xem ra cậu không còn cơ hội nữa. Ngô Bình, sao hả? Ông muốn ra tay với tôi sao? Tiên tổ lạnh lùng đáp, thượng thiên giới này vốn dĩ là một cái lồng, bên trong có đại trận được tạo ra bởi 36 cao thủ mạnh nhất của tiên tộc tôi. Tiếp theo đây, tôi sẽ khởi động đại trận, cướp đi cơ thể của cậu, luyện hóa ý chí của cậu, vậy thì tôi sẽ có thể xây dựng lại tiên đạo. Ngô Bình lắc đầu, xem ra ông vẫn không hiểu cái gì gọi là tiên tộc, chỉ là một sinh linh được tiên đạo sinh ra. Sứ mệnh của các ông là truyền bá tiên đạo. Tiên tổ giận dữ, cậu nói tiên tộc của chúng tôi chỉ là công cụ sao? Ngô Bình nói, đương nhiên tiên tộc của các ông chỉ là công cụ phục vụ cho nhân tộc, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Chương 4888 ông muốn tiêu diệt tôi. Tiên tổ cười nhạo, vậy à, nhưng cậu sắp mất đi ý thức, trở thành tiên tộc. Ngô Bình lắc đầu, ông vẫn không hiểu. Nói rồi anh mở ra tất cả khí tức quanh người, kích hoạt thần hỏa công, sau đó một cái cực lớn vòng xoáy được hình thành trên đỉnh đầu anh. Vòng xoáy người vừa xuất hiện, tiên tổ đã cảm nhận được lực hút cực lớn, đồng thời còn có một sức mạnh kiềm chế ông ta lại. Ông ta ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Ngô Bình lạnh nhạt nói, thân là công cụ thì phải có giác ngộ của công cụ, sao có thể có lòng tham được? Cả thượng thiên giới, trung thiên giới. Hạ thiên giới đều bắt đầu sụp đổ biến thành năng lượng ban đầu, liên tục chảy vào trong vòng xoáy trên đỉnh đầu Ngô Bình. Chẳng mấy chốc không gian này biến mất, họ đang ở trên bầu trời của thần thổ thiên thông. Mà lúc này năng lượng mà tất cả tiên tộc trong vũ trụ tích trữ lần lượt được kích hoạt, một lượng lớn năng lượng được tiên tộc tích trữ ở kỷ nguyên này mất kiểm soát bay đến chảy vào trong vòng xoáy. Lực hút ngày càng mạnh, cuối cùng tiên tổ cũng không chịu được nữa. Thở dài, lẽ nào bọn tôi chỉ là công cụ thật sao? Vừa nói hết chữ cuối cùng, cơ thể ông ta hóa thành vô số năng lượng, cũng bị hút vào vòng xoáy. Vài giây sau, vòng xoáy biến mất, năng lượng nó hút được ngưng tụ thành tiên đạo nguyên thủy nhất trong người Ngô Bình. Ngô Bình khoanh chân lại ngồi giữa trời cao, dốc hết toàn lực lĩnh hội tiên đạo nguyên thủy. Lần này kéo dài đến 20 mấy ngày, sau khi lĩnh hội thành công, anh lập tức viết ra thứ 49 chí tôn đại đạo, tiên đạo bản nguyên vào trong hư không. Vũ trụ chấn động, Ngô Bình cảm thấy cả vũ trụ đều tương thích với mình hơn, anh cũng vì thế mà bước đến cảnh giới tiếp theo trong cảnh giới vũ trụ, cảnh giới thượng. Bây giờ anh có thể sử dụng sức mạnh vũ trụ tương đối khả quan, thậm chí vũ trụ trong người anh cũng có sự thay đổi, tương ứng với vũ trụ chấn đán. Anh đột phá không lâu thì bầu trời bị nứt toạc ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện. Dưới chân ông ta là gió và lửa, quanh người có cả sấm chớp lôi đình, chậm rãi bước đi giữa không trung, khí tức ngút trời. Ông ta xuất hiện khiến cả vũ trụ đều rung chuyển như thể đã thần phục dưới chân ông ta. Người đàn ông này có lông mày dài, mắt hẹp, sải bước lớn đi về phía Ngô Bình, cuối cùng đứng trước mặt anh. Khi ông ta đến gần, cơ thể của Ngô Bình cũng nhanh chóng trở nên lớn hơn. Cũng biến thành một người khổng lồ để đối đầu với ông ta. Hai người đứng đối diện nhau, cùng nhìn chằm chằm đối phương. Ngô Bình, ông là người thu thập đến từ vũ trụ chính phải không? Người đến mỉm cười, cậu cũng biết lai lịch của tôi đấy à, tôi rất bất ngờ. Ngô Bình, ông muốn tiêu diệt tôi. Chương 4889 không ngại thì cứ thử xem. Người đến, đúng thế, cậu đã tu luyện đến bước này. Dĩ nhiên sẽ có nguồn năng lượng dồi dào, là vật quý giá với tôi đấy. Ngô Bình, đây không phải là lần đầu tiên ông đến. Đương nhiên, cứ cách 10 năm tôi sẽ đến cảnh giới Thái Hư một lần. Thì ra nó gọi là Thái Hư, Ngô Bình lẩm bẩm. Người đến nói, cảnh giới Thái Hư là do tổ sư của môn phái tôi sáng tạo ra,
trải qua hàng ngàn năm phát triển đã hoàn thiện và có trật tự của chính nó, cho nên mới sinh ra sinh linh hư ảo như các người. Ông đang ở cảnh giới nào? Ngô Bình hỏi. Người đến, tôi là bí cảnh cấp 2 nên cậu tốt nhất đừng có ý muốn phản kháng, ngoan ngoãn để tôi nuốt chửng đi, như thế cậu sẽ ít đau đớn hơn. Ngô Bình nhìn ông ta, không để lộ cảm xúc ra ngoài nói, lúc đầu tổ sư của ông khai sáng cảnh giới thái hư chắc chắn đã tốn không ít công sức nhỉ. Người đến cười nói, điều đó là đương nhiên. Lúc sáng lập ra cảnh giới thái hư, tổ sư không chỉ vận dụng công lực của bản thân mà còn sử dụng đại trận thái hư. Có thể nói năng lượng ở cảnh giới thái hư này mạnh hơn tổ sư của tôi gấp cả ngàn lần. Hơn nữa đã phát triển mấy chục ngàn năm, quy mô lớn hơn lúc đầu mấy vạn lần. Ngô Bình, chắc hẳn cảnh giới của tổ sư ông hơn ông nhỉ. Người này nói, tổ sư chúng tôi là cường giả thần thông tầng thứ 8, dĩ nhiên hơn hẳn bọn tôi rồi. Ngô Bình, nếu đã thế thì sao ông còn dám đến tiêu diệt tôi? Đối phương nhíu mày, cậu nói sao? Ngô Bình khẽ thở dài, mặc dù tôi là sinh linh ở hư cảnh nhưng lại có thể khống chế vũ trụ chấn đán, hơn nữa tổng năng lượng vũ trụ chấn đán mạnh hơn tổ sư của ông rất nhiều, mà thực lực của tổ sư ông lại mạnh hơn ông. Cho nên xét về lý thuyết sức mạnh mà tôi kiểm soát có thể giết chết ông trong tích tắc. Đối phương hơi sửng sốt, sau đó cười nhạo, mạnh hơn tôi rất nhiều. Cậu nghiêm túc đấy à? Không ngại thì cứ thử xem. Người này, được thôi. Tôi sẽ khiến cậu hết hy vọng. Nhớ lấy, người nuốt chửng cậu tên là Hoắc Vô Quân. Rầm. Bàn tay to lớn của ông ta lao đến, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, thế mà ông ta cũng tu luyện thần hỏa công giống Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay lên, hai bàn tay chạm vào nhau, một âm thanh cực lớn vang lên, hỏa quang nổ tung, Ngô Bình mang theo sức mạnh vũ trụ và thần hỏa công của anh đánh vào người đối phương. Tiếng nổ vang lên. Ngô Bình bị văng ra xa, còn đối phương lại không hề nhúc nhích. Chỉ là mặt ông ta hiện lên vẻ ngạc nhiên nói, không thể nào, một sinh linh thái hư như cậu sao có thể đỡ được một đòn tấn công toàn lực của tôi. Chương 4890 tôi không thể thả cậu đi. Hai bên lại lao vào nhau, ánh mắt Ngô Bình lóe lên một tia sáng, mặc dù chiêu này không thể áp chế được đối phương nhưng anh cũng không bị thương, chứng tỏ những suy đoán lúc trước của anh không hề sai. Có thể sử dụng sức mạnh vũ trụ để đối phó với người thu nhặt. Thần hỏa phần thiên, anh hét lên, cơ thể bỗng biến thành hỏa quang lao đến chỗ đối phương. Hoắc Vô Quân xoa xoa hai tay, hai ngọn hỏa long bay đến va chạm với ngọn lửa của Ngô Bình. Lần này Ngô Bình không lùi phía sau, ngược lại ngọn lửa thuận thế bay lên, lập tức nuốt chửng ngọn lửa của đối phương. Thật ra ngọn lửa này do hỏa nguyên tạo ra, là vật đại bổ. Cái gì? Một đòn tấn công chẳng có tác dụng gì, Hoắc Vô Quân cực kỳ ngạc nhiên. Đồng thời ngọn lửa mà Ngô Bình biến thành đã quấn lấy người ông ta, lập tức nuốt lấy ông ta. Hoắc Vô Quân đến đây không phải là cơ thể của ông ta mà là nguyên thần. Xét về bản chất thì ông ta và Ngô Bình chẳng khác là mấy. À, ông ta hét lên thảm thiết, cả người đau đớn, năng lượng không ngừng bị hút hết. Thấy sức mạnh nguyên thần bị hút hết 1/3. Hoắc Vô Quân gào lên, biến. Thoáng chốc một tia sáng lao ra từ trong người ông ta, sau đó ông ta biến mất đâu không thấy, rõ là bảo vật bảo vệ trong nguyên thần của ông ta đã phát huy tác dụng. Trước khi đi, Hoắc Vô Quân còn tức giận quát, tôi nhớ cậu rồi đấy. Cậu đợi đấy, không bao lâu nữa tôi sẽ đến lúc đấy sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Hừ, nếu ông đến nữa thì tôi sẽ luyện hóa ông hoàn toàn. Đánh bại người thu nhặt. Ngô Bình cảm thấy thoải mái, anh đã hấp thu 1/3 năng lượng của đối phương làm cho thực lực của anh tăng lên không ít. Lúc này trong đầu Khưu Hóa Long lại vang lên giọng nói, không thể tin được. Anh thế mà có thể đánh bại nguyên thần của cường giả bí cảnh. Ngô Bình, không có gì là không thể cả, vốn dĩ tôi mạnh hơn ông ta. Nếu không vì tôi đang ở cảnh giới thái hư thì chỉ một ngón tay cũng có thể bóp chết ông ta. Khưu Hóa Long thở dài. Bây giờ tôi đã thông suốt rồi, có thể cho anh mượn hư linh châu. Ngô Bình nhướng mày, ồ. Khưu Hóa Long, nhưng tôi cũng có điều kiện, anh phải giúp tôi thoát khỏi đó. Ngô Bình, cậu là người muốn tiêu diệt cả vũ trụ chấn đán, tôi không thể thả cậu đi. Khưu Hóa Long, giờ sao tôi còn dám có suy nghĩ này nữa chứ? Chỉ cần anh chịu thả tôi đi, tôi sẽ quay về vũ trụ chính ngay, không quay lại đây nữa.
hắn bị Ngô Bình dọa sợ rồi, ngay cả cao thủ bí cảnh cũng không đánh lại anh thì một người luyện khí như hắn vẫn nên quay về rồi tốt hơn. Chương 4891 biết đó là nơi nào không? Ngô Bình, cậu vẫn nên ở lại đây một thời gian đi, nhưng tôi đảm bảo với cậu là không quá lâu đâu. Khư Hóa Long do dự một lúc rồi nói, được rồi, anh đến lấy Hư Linh Châu. Khi Ngô Bình đến lòng đất của cảnh giới ỷ thiên lần nữa, Khư Hóa Long đã mất đi sự kiêu ngạo trước đó, thay vào đó hắn lại trở nên khá lịch sự. Hắn nói, Hư Linh Châu là một món chí bảo, tôi có được nó là nhờ may mắn, cho đến nay tôi chưa thể lĩnh hội được tác dụng thần kỳ của nó, chỉ có thể dựa vào nó để đi vào cảnh giới Thái Hư. Ngô Bình, Khư Hóa Long, Hư Linh Châu này có thể đi vào bất kỳ một vũ trụ phụ nào sao? Khư Hóa Long, đương nhiên, nó vốn dĩ là một pháp bảo nối liền tinh thần và vật chất, hiện thực và hư ảo. Nghe nói tu vi của người chế tạo ra nó vượt ra ngoài cảnh giới thần thông, là một đại tài của đạo cảnh. Đạo cảnh, Khư Hóa Long, đúng thế, cũng tương đương với đạo quân và đại đạo quân bên chỗ các anh. Ngô Bình rất ngạc nhiên, ý cậu là tu vi của những người bên ngoài đó thậm chí còn kém xa chúng tôi. Khư Hóa Long, chẳng có gì kỳ lạ cả, mặc dù các anh đang sống trong hư ảo nhưng đã phát triển rất nhiều năm, nhiều kỷ nguyên đã sinh ra vô số sự thiên kiêu, tu vi của các anh cao hơn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thật ra đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả tạo ra vũ trụ phụ, là để đào tạo kinh nghiệm tu hành của các sinh linh này, để nghiên cứu con đường tu hành của các anh. Cuối cùng nuốt chửng các anh để tìm linh cảm. Ngô Bình, nhưng vật chất và tinh thần thì không giống nhau. Khư Hóa Long nói, tất nhiên là khác nhau rồi. Nhưng sau thần thông tầng thứ 5 thì phải lập ra linh đài, Nguyên Anh sẽ ẩn náu trong đó. Anh nghĩ thử xem thời không của Nguyên Anh và vũ trụ của các anh có gì khác nhau. Hắn tiến đến một bước nói, thật ra tôi đề nghị anh nên nắm chắc trật tự cao nhất, nó được sử dụng giữa thực hư. Nếu anh có thể nắm chắc trật tự cao nhất thì sẽ có cơ hội biến hư thành thật. Ngô Bình, cảm ơn đã nhắc nhở. Khư Hóa Long, còn nữa, thật ra vũ trụ phụ cũng có cấp bậc, tu vi của người sáng lập càng cao, cấp bậc của vũ trụ cũng sẽ càng cao. Vũ trụ trấn đán của anh chỉ là một vũ trụ rất bình thường trong tất cả các vũ trụ. Ngô Bình, chẳng phải trong vũ trụ trấn đán sẽ sinh ra trật tự cao nhất sao? Khư Hóa Long, anh vẫn chưa hiểu sao? Sở dĩ vũ trụ trấn đán sinh ra trật tự cao nhất không phải vì nó mạnh thế nào mà là vì nó đã sinh ra một cường giả như anh. Ngô Bình như nghĩ đến gì đó, có phải anh biết vũ trụ phụ mạnh nhất ở đâu không? Khư Hóa Long, điều này còn phụ thuộc vào Hư Linh Châu. Vũ trụ trấn đán và một phần của vũ trụ có thể kết nối với nhau, cường giả trong vũ trụ có thể qua lại với nhau. Nhưng vũ trụ phụ mạnh mẽ bị cô lập với các anh, phải nhờ vào Hư Linh Châu mới có thể đến đó được. Mắt Ngô Bình phát sáng, anh đến từ vũ trụ chính, biết đó là nơi nào không? Khư Hóa Long, còn nhớ tu sĩ của vũ trụ chính mà tôi đã từng nói cũng sẽ lập nên linh đài không? Nơi đó là thế giới tinh thần do một cường giả đạo cảnh tầng 9 xây nên, gọi là đại ngũ hành giới. Chương 4892 chủ nhân của vũ trụ. Ngô Bình, đạo cảnh tầng 9. Vũ trụ chính như thế chỉ sợ mạnh hơn vũ trụ trấn đán gấp cả ngàn lần. Khư Hóa Long, anh có biết nguyên nhân thật sự tôi đến vũ trụ trấn đán là gì không? Ngô Bình hỏi, lẽ nào không phải là tiêu diệt vũ trụ trấn đán sao? Khư Hóa Long, nói là muốn hấp thu nó cũng không sai. Tôi biết tư chất của mình rất bình thường, muốn đột phá thì phải dùng đến cách đặc biệt. Cảnh giới Thái Hư được cường giả thần thông lập ra, nếu tôi lấy mất năng lượng ở đây, thì có thể có một phần bản lĩnh của cường giả thần thông. Cũng với đạo lý đó. Nếu tôi đi vào thế giới tinh thần do cường giả đạo cảnh để cướp đoạt, cắn nuốt, tôi cũng có thể có được một phần bản lĩnh của cường giả đạo cảnh. Ngô Bình, thì ra là thế, xem ra không ít người cũng làm giống cậu. Khư Hóa Long, đúng thế, có rất nhiều, tôi biết có đến 4-5 người. Tôi nói những điều này là vì muốn nói với anh rằng nếu anh có thể đi vào những vũ trụ lớn mạnh đó để tu luyện, anh sẽ có được thực lực mạnh mà trước nay chưa từng có. Nhất là đại ngũ hành giới, kết cấu và thời tiết ở đó đã gần như vũ trụ chính. Vài sinh linh lớn mạnh trong đó thậm chí có thể dễ dàng đi lại giữa thực hư. Ở đại ngũ hành giới, họ là tu vi tối thượng nhất, đến vũ trụ chính, một khi đã thích nghi với môi trường ở đó, họ lại càng là sự tồn tại giống như thần minh.
Ngô Bình, nhưng người như thế không nhiều đâu nhỉ? Đương nhiên là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có vài người có thể làm được, hắn nói tiếp, nhưng tôi lại không khuyên anh đi tìm đại ngũ hành giới ngay, bây giờ việc anh phải làm là luyện hóa vũ trụ trấn đán, trở thành chủ nhân của vũ trụ. Ngô Bình, chủ nhân của vũ trụ. Đúng thế, trở thành người mạnh nhất trong vũ trụ trấn đán. Như thế anh sẽ có sức mạnh tương đương với sức mạnh của cả vũ trụ trấn đán, đồng thời lấy nó làm chỗ dựa để hấp thụ năng lượng của vũ trụ chính, tăng cường sức mạnh của mình. Đến lúc đó, anh mới có tư cách đi vào đại ngũ hành giới, dù sao cảnh giới thần thông và đạo cảnh cũng cách nhau cả 18.000 dặm. Nếu anh quá yếu, có thể sẽ bị tiêu diệt ngay khi đi vào đó. À phải rồi, trong đại ngũ hành giới có vài nơi là nằm giữa hư và thực, thậm chí có một số nơi có cảnh giới thực, cho nên tu sĩ ở vũ trụ chính thường xuyên vào đại ngũ hành giới để thăm dò và tìm tài nguyên tu luyện. Ngô Bình, nói như thế thì đạo cảnh tầng 9 là tu vi cao nhất của vũ trụ chính. Khưu Hóa Long, dù sao tu vi mạnh nhất mà lịch sử ghi chép lại thì cũng chỉ mới đạt đến đạo cảnh tầng 9, có lẽ có người đạt đến tầng 10 nhưng không ai biết. Ngô Bình gật đầu, Khưu Hóa Long, tạm thời tôi sẽ thả cậu đi. Nhưng cậu vẫn không thể rời khỏi vũ trụ trấn đán, tôi sẽ cho cậu vào vũ trụ của tôi để hồi phục. Khưu Hóa Long mừng rỡ, cảm ơn. Vừa dứt lời, Ngô Bình đã chặt đứt dây xích, Khưu Hóa Long lập tức thu nhỏ người lại, biến thành một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ồ, thế giờ không thể gọi cậu nữa rồi. Khưu Hóa Long nhìn Ngô Bình rồi cúi người, Khưu Hóa Long chính thức chào công tử. Ngô Bình, bây giờ anh đi đi, nói rồi anh vung tay lên, đối phương đi vào trong vũ trụ của anh. Đi đến vũ trụ của Ngô Bình, Khưu Hóa Long vô cùng kinh ngạc, vũ trụ của công tử thế mà lại mạnh như vậy, đúng là quá lợi hại. Nhưng một khi công tử vào đại ngũ hành giới, vũ trụ của công tử sẽ sụp đổ, trừ khi tìm được trật tự cao nhất. Chương 4893 anh chưa từng bế quan lâu như thế. Ngô Bình, anh nói không sai. Bây giờ tôi phải trở thành chủ nhân của vũ trụ trước, đồng thời nắm giữ trật tự cao nhất. Vũ trụ trấn đán vẫn còn rất nhiều cường giả, thực lực của tôi chưa chắc đã thắng được họ. Khưu Hóa Long, ít nhất họ không dám khiêu khích công tử. Cuối cùng Ngô Bình đã giải quyết được ác ma, cảnh giới ỷ thiên cũng không cần phải tồn tại nữa, 10 gia tộc lớn đều phân tán đi khắp nơi, trở thành 10 vị vua của đại lục thiên võ. Về đến thiên đình, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu Hư Linh Châu. Trước đó anh đã lĩnh hội được nhị thập tứ đồ từ Hư Linh Châu, đồng thời ghép chúng lại với nhau, thế là có thể liên tục hấp thu năng lượng của vũ trụ chính. Bây giờ anh có được Hư Linh Châu thật nhưng lại có một cảm ngộ khác. Đúng lúc này, Hư Linh Châu tiến vào trong vũ trụ của anh, hình ảnh lúc trước lập tức biến mất, tái dung nhập vào Hư Linh Châu, mà bề ngoài của Hư Linh Châu cũng phát ra vô số tia sáng, ngưng tụ thành một đại trận thực hư. Trước đó Ngô Bình đã lĩnh hội được Thái Hư Đại Đạo, chuyên tu hư huyễn. Bây giờ anh dựa vào Hư Linh Châu để suy tính hư huyễn đạt đến mức cực hạn, Thái Hư Đại Đạo dần toàn vẹn. Lần vất vả tu luyện này bất giác đã khiến anh mất hết 10 năm, đến khi anh suy tính cho Thái Hư Đại Đạo đến mức toàn vẹn, anh cũng đã kết thúc quá trình tìm hiểu Hư Linh Châu. Anh thi triển Thái Hư Đại Đạo, tạo ra một cảnh giới Thái Hư, pháp tắc trong huyễn cảnh giống với hiện thực. Anh có thể suy tính đại đạo ở trong đó. Đường Tử Di bỗng đánh thức anh từ trong ảo cảnh đó. Huyền Bình, tu luyện có thu hoạch được gì không? Ngô Bình thức tỉnh, bấm ngón tay tính toán, ngạc nhiên nói, 10 năm rồi sao? Đường Tử Di, anh mới biết à? Ngô Bình vội ra khỏi nơi bế quan và nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Đường Tử Di, định thần lại thì mới nhận ra là con gái Lý Tử Huyền. Mắt anh sáng lên, Khả Nhi. Lý Tử Huyền xà vào lòng bố, nũng nịu, bố. Ngô Bình cười, nói con của bố đã lớn thế này rồi. Đường Tử Di trách móc, anh chưa từng bế quan lâu như thế. Ngô Bình, cứ tu luyện là lại quên mất thời gian, Tử Di, bên ngoài không có gì thay đổi chứ. Có rất nhiều việc đã xảy ra, có điều bọn em đều ứng phó được. Ngô Bình nói, nào, vào trong nhà ngồi, từ từ nói anh nghe. Ba người họ vào phòng sách, Đường Tử Di tóm tắt sơ lược những chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua. Trong 10 năm này, nhân tộc ở khắp nơi của vũ trụ trấn đán đua nhau đổ về đại lục Hồng Hoang khiến dân số của đại lục Hồng Hoang tăng lên gấp nhiều lần. 7 năm trước, đại quân thần nhân của thần tộc có ý đồ tấn công đế quốc Thiên Võ,
nhưng đã bị đại quân Thiên Võ hùng mạnh đánh đuổi, thất bại thảm hại. Chương 4894 anh ta là người rất thần tượng Ngô Bình. 3 năm trước, đại quân thần nhân lại đến tấn công, gây ra thiệt hại lớn cho đế quốc Thiên Võ, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh lùi. Quan trọng nhất là hiện nay trong thiên hạ, cả tu sĩ tu luyện nhân đạo tiên đồ và tu sĩ tu luyện tiên đạo nguyên thủy cũng đều gia tăng nhanh. Chuyện này thì Ngô Bình biết, vì anh có thể cảm nhận được những thay đổi này từ thiên tiên giới, kim tiên giới, huyền nguyên giới. Bây giờ chuyện mà anh quan tâm là đại quân thần nhân, anh chau mày nói, Tử Di, lúc nãy em nói đội quân thần nhân này đang trở nên mạnh hơn à? Đường Tử Di gật đầu, không biết vì lý do gì, thần tộc bắt đầu cho thần nhân địa vị rất cao, nhưng yêu cầu họ phải tấn công đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình cười lạnh lùng, đấy là cách dùng người trị người cũ rích của bọn họ. Ừ, xem ra anh cũng phải đi vấn đề của thần tộc mới được. Đường Tử Di, Huyền Bình, không cần nóng vội, các con đều lớn cả rồi, 10 năm chưa được gặp anh ở nhà mấy ngày đã. Ngô Bình cười, nói, đương nhiên rồi, anh cũng muốn thăm các con. Lúc Ngô Bình ra khỏi khuôn viên thì bỗng dưng ngây người. Khắp nơi trên đường đều là xe hơi. Hơn nữa những chiếc xe này đều không chạy bằng dầu mà chạy bằng linh thạch và năng lượng tiền bùa. Ngoài những chiếc xe hơi tương tự như xe hơi ở trái đất ra còn có rất nhiều phương tiện công cộng, tàu hỏa đầu đạn di chuyển với tốc độ cao trên không trung. Ngoài ra, anh còn nhìn thấy trường học không chỉ dạy tu hành mà còn dạy kiến thức khoa học. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khoa học kỹ thuật ở Đại Lục Hồng Hoang đã phát triển mạnh, phát minh ra một số kỹ thuật phù hợp với người bình thường. Đường Tử Di cảm thán, Huyền Bình, may mà anh là ông tổ của chúng tiên, có công đức khống chế các tu sĩ này, vì vậy họ mới ngoan ngoãn làm quan, quản lý từng khu vực, không có lòng riêng. Nếu không thì đại lục hồng hoang lớn như thế, không ai có thể trị vì nó được. Ngô Bình cười, nói, xem ra cuộc sống của người dân khá tốt. Chuyện đó là đương nhiên rồi, cuộc sống của người dân sung túc, ai cũng nhớ đến cái tốt của anh. Nhà nhà người người cung phụng bài vị trường sinh của anh. Ngô Bình gật đầu, sau đó quay về cung, gặp mặt mọi người. Bố mẹ và ông bà nội đều khỏe, các con cũng đã lớn, đáng nói nhất là Ngô Mi đã cưới chồng, đàng trai là một tu sĩ đạo tôn, đến từ Học viện Vạn Đạo, là thiên tài số 1 của Học viện Vạn Đạo, tên là Lạc Vân Phong. Anh cả, Lạc Vân Phong nhìn thấy Ngô Bình thì vô cùng kích động, anh ta là người rất thần tượng Ngô Bình. Ngô Bình thấy anh ta khôi ngô, nghe bố mẹ nói anh ta cũng đối xử với Ngô Mi rất tốt thì mỉm cười, nói Tiểu Lạc, cậu phải đối xử tốt với Tiểu Mi đó. Lạc Vân Phong, anh cả, chuyện đó là chắc chắn rồi. Lý Dược Sư, Lý Kiếm Tinh chạy qua, họ đều trở thành những thiếu niên tuấn tú, thay phiên nhau đến chào bố. Đình Nhi, Thủy Sinh, ha ha, đều ra thanh niên hết rồi, tốt lắm. Anh đến vỗ vai con trai. Phát hiện tu vi của họ đều rất cao, mạnh hơn anh năm xưa nhiều. Chương 4895 sao các con lại quen biết nhau? Sau này có mấy thanh niên các con trong nhà thì bố yên tâm ra ngoài lăn lộn rồi. Anh nói, Lý Dược Sư vuốt mũi, nói, bố, con có chuyện muốn nói với bố. Ngô Bình, nói đi, chuyện gì? Lý Dược Sư cúi đầu, ngại ngùng nói, con và một cô gái thần tộc yêu nhau. Có điều nhà cô ấy không đồng ý. Lần trước con đến thần vực, bị bố cô ấy cầm kiếm chém con, may mà tu vi của con cao, đánh cho ông ấy một trận. Ngô Bình tròn mắt, con đánh bố chồng tương lai của con á. Lý Dược Sư bối rối, đánh kẻ yếu, không kịp thu tay, con cũng không ngờ thư xê lực của ông ấy lại kém đến vậy. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Đỉnh Nhi, nhà đó là người thế nào, chính thần hay tân thần? Là thần nhân, Lý Dược Sư nói, ở thần vực đấu hư, mặc dù không thuộc 8 gia tộc lớn nhưng thực lực cũng không kém. Ngô Bình, sao các con lại quen biết nhau? Lý Thuần Thuần cười, đáp bố, nửa năm trước anh cả đến thần vực đấu hư lăn lộn, tạo được tiếng tăm rất lớn, đánh nhau với người ta nên mới quen biết nhau. Phải rồi, chị ấy tên là Chu Dung. Ngô Bình nhìn Lý Dược Sư, Đỉnh Nhi, con đến thần vực đấu hư làm gì? Lý Dược Sư gãi đầu, nói, đại quân thần nhân tấn công Thiên Võ 2 lần, con muốn đi thăm dò tình hình thử, biết địch biết ta. Ngô Bình, vậy con đã thăm dò được gì rồi? Lý Dược Sư phấn chấn, bố, hiện tại tình hình của các thần vực đều na ná nhau,
họ xây dựng thần triều dưới sự giúp đỡ của thần tộc, chẳng hạn thần triều đấu hư ở thần vực đấu hư đã nắm giữ gần nửa thần vực, hơn nữa không lâu nữa sẽ có thể nhất thống thần vực. Đến lúc đó, họ sẽ có thể tập trung tài nguyên, bồi dưỡng binh mã tấn công đế quốc thiên võ của chúng ta. Ngô Bình, nói như vậy thì bây giờ đế quốc thiên võ của chúng ta đang là kẻ địch chung của thần vực rồi. Lý Dược Sư, không chỉ có mỗi chúng ta, còn có Đại Thiên Tôn đó nữa. Bây giờ thực lực của Đại Thiên Tôn rất hùng mạnh, thậm chí móng vuốt còn với tới cả các vũ trụ khác. Hơn nữa, con còn nghe nói tu vi của Đại Thiên Tôn đã đạt đến cấp vũ trụ, bây giờ thần tộc cũng không làm được gì ông ta. Ngô Bình gật đầu, xem ra tên Đại Thiên Tôn này thật không đơn giản. Lý Dược Sư, ngoài Đại Thiên Tôn ra, còn có một nhóm thần nhân của thần vực tạo phản, giờ đang là một vùng hỗn loạn. Ngoài ra, nội bộ thần tộc cũng có vấn đề, tân thần và chính thần mâu thuẫn của cổ thần và chính thần rất gay gắt. Ngô Bình, vậy con có nghe nói thần tộc có đánh mất bảo bối gì quý giá không? Lý Dược Sư, con có nghe nói có vật báu quan trọng gì đó không thấy đâu nữa, thần tộc cho người đi khắp nơi tìm nhưng đến nay vẫn chưa có phát hiện. Ngô Bình gật đầu, chuyện của con không khó, để vài hôm nữa bố sẽ đích thân cùng con đến thần vực đấu hư một chuyến, nói chuyện đàng hoàng với nhà thông gia. Chương 4896 nó còn nhiều bí mật mà người ta chưa biết. Lý Dược Sư vui mừng, cảm ơn bố. Ngô Bình nhìn con trai cả Lý Dược Sư, nói, Đỉnh Nhi, con là anh trai, cũng là thái tử, mấy ngày này bố phải nhanh chóng nâng cao tu vi cho con, gia tăng kinh nghiệm cho con. Đợi khi thời cơ chín mùi, sẽ để con kế thừa vị trí hoàng đế thiên võ. Lý Dược Sư giật mình, bố, giờ bố đang khỏe mạnh, tại sao lại muốn truyền ngôi cho con? Ngô Bình, vì bố phải đến một nơi rất xa để đột phá. Nước không thể một ngày không có vua, bố phải có kế hoạch sớm. Sau đó, anh nhìn sang mấy người Lý Tinh Kiếm, các con đều đồng ý ủng hộ Dược Sư chứ? Lý giật cười. Nói, đương nhiên là chúng con ủng hộ anh cả rồi, làm hoàng đế là chuyện vất vả. Lý Tinh Kiếm nói, đúng thế, làm hoàng đế vất vả thế cơ mà. Ngô Bình, vất vả thì đương nhiên rồi, nhưng bắt buộc phải có người gánh vác. Nhậm San San, Đỉnh Nhi, chúng tôi ủng hộ cậu. Hỏa Phượng Nhi cười he he, đúng thế, Đỉnh Nhi, anh phải cố gắng đấy. Lý Nguyên Tượng, không sai, chúng con đều ủng hộ Dược Sư. Ngô Bình rất hài lòng, nói, nếu bố không có mặt, các con nhất định phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng, như vậy thì dù cho có gặp phải kẻ địch lớn mạnh thế nào cũng sẽ không bị đánh bại. Đường Băng Vân, Huyền Bình, nghe lời anh nói thì anh sắp đi xa sao? Lý Huyền Bình gật đầu, đúng vậy, có thể sẽ lâu lắm mới quay lại, vì vậy anh mới không an tâm về mọi người. Thấy ai cũng có phần ủ rũ, Ngô Bình cười bảo, thế giới này không an toàn như mọi người nghĩ. Người giỏi còn có người khác giỏi hơn. Nếu không có chí tiến thủ, rất có thể dây tiếp theo chúng ta sẽ bị kẻ khác giết chết. Đường Tử Di hỏi, Huyền Bình à, anh muốn đi đâu? Ngô Bình đáp, đến chỗ thần tộc trước. Anh cảm thấy vũ trụ chấn đán không đơn giản, nó còn nhiều bí mật mà người ta chưa biết. Đường Tử Di nói, cũng không cần vội vàng quá, anh ở lại với con thêm vài ngày đi. Ngô Bình cười bảo, ừ, anh định ở nhà thêm vài ngày nữa. Sau đó, Ngô Bình đưa các con vào xào huyệt tà ma. Sau khi được anh sửa đổi, xào huyệt tà ma này đã trở thành bảo vật có thể nâng cao tu vi và tư chất, ném phế vật vào đó cũng có thể biến thành thiên tài. Không chỉ riêng các con, Ngô Bình còn giúp những người phụ nữ trong nhà thăng cấp tu vi, thực lực của họ lần lượt đạt đến trình độ kẻ mạnh kỷ nguyên. Trong mắt Ngô Bình, kẻ mạnh kỷ nguyên từng là một sự tồn tại không thể đạt đến. Nhưng bây giờ anh đã có thể dễ dàng tạo ra một kẻ mạnh kỷ nguyên. Hôm nay đột nhiên có một quan địa phương đến báo cáo rằng, gần đây có một lượng lớn tu sĩ từ các nơi khác đổ vào đại lục Hồng Hoang, có một số tu sĩ còn dẫn theo rất nhiều người dân. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, số lượng dân di cư đến đại lục Hồng Hoang đã vượt qua con số nghìn tỷ. Chương 4897 tất cả đều mất đi bản nguyên. Sau khi dò hỏi, các quan phát hiện những người dân và tu sĩ này đều đang chạy nạn. Bọn họ đến từ cùng một đại lục Vạn Tương. Mới đầu chỉ có vài quan đến báo cáo, nhưng số người đến báo cáo dần nhiều lên, Ngô Bình không thể xem nhẹ chuyện này nữa.
Thế là anh sai người gọi hai tu sĩ của Đại Lục Vạn Tương đến đây để đích thân tra hỏi. Hai tu sĩ này gồm một nam một nữ, nam tu sĩ hình như bị thương, sắc mặt trắng bệch. Khi đi đến trước mặt Ngô Bình, hai người này đã biết thân phận của anh, vội vàng hành lễ kính chào Hoàng đế Thiên Võ. Ngô Bình hỏi, hai người đều đến từ Đại Lục Vạn Tương à? Phải, nữ tu sĩ đáp, Đại Lục Vạn Tương đột nhiên xuất hiện một lượng lớn cao thủ siêu cấp, chỉ cần một cái búng tay đã có thể giết chết kẻ mạnh cấp đạo tôn. Có vài kẻ mạnh kỳ nguyên chỉ trúng một chưởng mà đã bị thương nặng nên chạy trốn. Ngô Bình rất quan tâm đến chuyện này, bọn họ là ai, sao lại mạnh đến vậy? Nữ tu sĩ đáp, họ bảo là đến từ vũ trụ Minh Cổ, sinh linh ở đó bẩm sinh đã mạnh hơn ở vũ trụ Trấn Đán. Nghe nói, một con thỏ ở vũ trụ Minh Cổ cũng có thể cắn chết địa tiên ở vũ trụ Trấn Đán. Người bình thường ở đó còn có thực lực mạnh hơn thiên tiên của vũ trụ Trấn Đán. Sự chênh lệch này quá đáng sợ. Ngô Bình đăm chiêu hỏi, phía họ có bao nhiêu người xuất hiện? Có lẽ không nhiều, chỉ khoảng vài chục nghìn người. Nhưng đám người này phân tán khắp đại lục, giết chết tất cả sinh linh, khắp nơi đều là thi thể nằm la liệt, không ai sống sót được. Ngô Bình gật đầu, xem ra, bọn họ đến từ vũ trụ phụ do kẻ mạnh đạo cảnh mở ra. Nữ tu sĩ không hiểu câu này, quỳ sụp xuống đất, xin Hoàng đế bệ hạ thu nạp những người vô tội như chúng tôi. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, đến đại lục hồng hoang rồi, mọi người sẽ rất an toàn. Sau khi bảo hai người này lui xuống, Ngô Bình quyết định đến Đại Lục Vạn Tương. Đại Lục Vạn Tương có diện tích nhỏ hơn Đại Lục Hồng Hoang một chút, nhưng thực lực tổng thể không hề yếu. Hơn nữa, trước đó nơi này không phải là khuyên giới, nên nó phát triển tốt hơn đôi chút so với Đại Lục Hồng Hoang. Có rất nhiều loại tu sĩ ở Đại Lục Vạn Tương, có Phật tu, có người tu tiên và vô tu, còn có một số người tin vào tôn giáo Nguyên Thủy. Lúc này, khắp ngóc ngách ở Đại Lục Vạn Tương đều tràn ngập những thi thể không còn sinh mệnh. Trên người họ không hề có vết thương, nhưng cơ thể đã khô héo, tất cả đều mất đi bản nguyên. Nhìn thấy những thi thể này, Ngô Bình lặng người trầm tư. Đúng lúc này, có vài bóng người bay lướt qua giữa không trung. Bọn họ vốn đã bay khá xa, nhưng nhanh chóng quay trở lại rồi đáp xuống một nơi khá gần Ngô Bình. Có ba người gồm một nữ hai nam, người nữ vừa trẻ vừa đẹp. Nhưng đôi mắt lạnh như băng, ánh mắt nhìn Ngô Bình như nhìn thể đang nhìn người chết, cực kỳ vô cảm. Người đàn ông bên trái trông lớn tuổi hơn một chút, vừa nhìn Ngô Bình vừa bảo, sư muội, tu vi của người này khá cao đấy, anh cảm thấy có chút uy hiếp. Người nam trẻ tuổi hơn, mặc áo xanh lam đứng ở bên phải cười nói, sư huynh nghĩ nhiều rồi. Ở và trụ cấp thấp này làm sao mà có kẻ mạnh được. Chương 4898 ở đây có thứ gì khiến các người ra tay? Nữ tu sĩ trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, sư huynh nói rất có lý. Vũ trụ Minh Cổ mà chúng ta đang ở do kẻ mạnh tầng 3 đạo cảnh lập nên, đã có trật tự khá hoàn thiện. Còn vũ trụ Trấn Đán còn con này do tu sĩ thần thông mở ra. Không hề khoa trương khi bảo rằng kẻ mạnh của vũ trụ Minh Cổ có thể hủy diệt vũ trụ nhỏ bé này. Ngô Bình cũng đang quan sát ba người. Trong cơ thể ba người họ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Luồng sức mạnh này lớn mạnh đến mức khiến anh cảm nhận được sự đe dọa. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác bị đe dọa này. Ngô Bình hỏi, ba vị đến từ vũ trụ Minh Cổ. Cô gái bảo, anh cũng khá thú vị đấy. Tôi lại không muốn giết anh nữa. Thế này đi, anh đi theo làm người hầu cho tôi đi. Ngô Bình chỉ vào mũi mình, cô bảo tôi làm người hầu cho cô. Sao hả? Anh không bằng lòng, cô gái cười khẩy, làm người hầu của tôi mới không cần phải chết. Ngô Bình lắc đầu, tôi không quen làm người hầu cho người khác. Các người muốn ra tay thì cứ ra tay đi. Nam tu sĩ mặc áo xanh cười nói, cần gì phải rông dài với kẻ nhỏ bé này. Rồi gã phất tay một cái, định tóm lấy Ngô Bình. Nhưng tay gã vừa vươn ra, giữa đất trời đã xuất hiện một luồng sức mạnh giữ chặt gã lại. Gã biến sắc. Điên cuồng giống lên, cao nhân nào ra tay. Vui lòng hiện thân. Nữ tu sĩ cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của luồng sức mạnh này, hết nhìn lên trời lại nhìn ra xung quanh, hãy xuất hiện đi. Chúng tôi đến từ huyền minh giáo của vũ trụ Minh Cổ. Ngô Bình cảm thấy rất buồn cười, các người bị điên à. Tôi đang đứng ngay đây, các người nhìn đi đâu vậy? Nữ tu sĩ cả kinh, là anh. Ngô Bình hờ hững đáp,
dĩ nhiên là tôi. Tôi muốn nói cho các người biết quy tắc đầu tiên của vũ trụ phụ. Người có mạnh cách mấy, dù có là kẻ mạnh đạo cảnh của vũ trụ chính đến đây, thì sức mạnh của kẻ đó cũng không thể vượt qua vũ trụ phụ. Vì bất kỳ sức mạnh nào trong vũ trụ, bất luận là mạnh hay yếu, đều chỉ là một phần của sức mạnh vũ trụ mà thôi. Anh là kẻ mạnh cấp vũ trụ. Giác. Cơ thể của hai nam tu sĩ bắt đầu méo mó biến dạng, sau đó bị một luồng sức mạnh khủng khiếp xé nát. Ngô Bình đã là kẻ mạnh cảnh giới vũ trụ hậu kỳ, nắm giữ sức mạnh của vũ trụ chấn đán. Hai người này có mạnh đến mấy cũng đâu thể trở thành đối thủ của anh. Sau khi hai người này chết đi, một luồng sức mạnh tiết ra khỏi cơ thể họ. Sức mạnh này thuộc về vũ trụ Minh Cổ. Vũ trụ này do tu sĩ đạo cảnh sáng lập, nên nó và vũ trụ chấn đán hoàn toàn khác nhau, thuộc về vũ trụ duy độ cao mạnh hơn. Nữ tu sĩ tái mặt, đôi mắt lạnh lùng đã lộ vẻ sợ hãi. Giết xong hai người kia, Ngô Bình vừa nhìn nữ tu sĩ vừa hỏi, tại sao các người lại chạy đến vũ trụ chấn đán giết người? Ở đây có thứ gì khiến các người ra tay? Lúc này cô ta nào dám thanh cao nữa, run rẩy nói, anh có thể đừng giết tôi không? Còn tùy vào tâm trạng của tôi, Ngô Bình lạnh lùng đáp. Chương 4899 thế ai là người tu luyện tiên thai này? Nữ tu sĩ cắn răng nói, được, tôi trả lời câu hỏi của anh. Tốt nhất là cô nên trả lời thành thật, Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Chỉ cần cô gái này dám chơi dở trò với Ngô Bình, anh sẽ giết ngay. Cô ta hít một hơi sâu, đoạn nói, tôi là Vân Thường, đệ tử của Huyền Minh Giáo. Chúng tôi đến đây để tìm vài món bảo vật thất lạc của vũ trụ chính. Ngô Bình hỏi, bảo vật gì? Vân Thường đáp, Thước Quân Thiên, Kiếm Trảm Hoàng, Diều Hám Thiên. Ngô Bình hỏi, ba thứ đó đều là bảo vật của vũ trụ chính. Vân Thường gật đầu, tương truyền tu sĩ của vũ trụ chính đã khai quật một ngôi mộ tiên thượng cổ và phát hiện được rất nhiều báu vật. Ba tu sĩ trong số họ đã lấy được ba món bảo vật này. Nhưng vì có quá nhiều người đố kỵ, nên họ vừa ra khỏi đó đã bị vô số người đuổi giết. Ba người này cùng đường, đành phải trốn vào vũ trụ phụ để tránh bị truy sát. Nhưng sau đó họ vẫn bị tóm được, cuối cùng đều mất mạng. Nhưng đến tận lúc chết, ba người họ vẫn không khai ra ba món bảo vật ấy được giấu ở đó. Báu vật của họ được giấu ở vũ trụ chấn đán. Đây chỉ là suy đoán, nhưng dạo trước chúng tôi hay tin thần tộc của vũ trụ chấn đán đã có được một món bảo vật. Sau khi biết chuyện, Huyền Minh Giáo chúng tôi muốn cướp bảo vật này nên cử một số đệ tử đến đây để chiếm đóng đại lục Vạn Tương trước, dùng nó làm bàn đạp để tấn công thần tộc. Ngô Bình hỏi, với thực lực bây giờ của các cô, tiêu diệt thần tộc không phải là chuyện khó, tại sao phải làm thêm bước này? Vân Thường đáp, Huyền Minh Giáo lo rằng, nếu thần tộc nắm giữ món sát khí ấy, một khi chúng tôi tấn công thần tộc, có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vì lẽ đó, chúng tôi mới quyết định tiến hành từng bước một. Dù muốn chiếm đóng đại lục Vạn Tương cũng đâu cần giết chết toàn bộ sinh linh. Vân Thường cúi gằm mặt, chuyện này không liên quan đến tôi. Là các trưởng lão và sư huynh nói rằng phải lấy đi năng lượng của tất cả sinh lệnh trên đại lục này để luyện chế tiên thai huyền minh. Ngô Bình cau mày, tiên thai huyền minh, là thứ gì, tà pháp mà các cô tu luyện sao? Vân Thường đáp, một công pháp tu luyện bằng cách hấp thụ lực sinh mệnh của vạn linh. Thế ai là người tu luyện tiên thai này? Vân Thường trả lời, Liễu trưởng lão. Ngô Bình hỏi, Liễu trưởng lão đó đang ở đâu? Cách đây không xa. Vân Thường nói. Ngô Bình hỏi tiếp, nếu ông ta luyện thành tiên thai, thực lực có thể nâng cao đến mức nào? Vân Thường đáp, mạnh hơn hiện tại gấp 10 lần. Chương 4900 là Liễu trưởng lão. Ngô Bình bảo, tốt lắm, bây giờ tôi sẽ biến thành nam tu sĩ áo xanh lúc nãy. Cô đưa tôi đến gặp Liễu trưởng lão ấy đi. Vân Thường kinh ngạc hỏi, anh muốn làm gì? Ngô Bình cười khẩy, đương nhiên là giết chết ông ta rồi. Sinh linh trên đại lục Vạn Tương đều vô tội, ông ta buộc phải trả giá. Vân Thường vừa nhìn anh vừa nói, tôi không hiểu vì sao anh phải làm vậy. Nhưng thực lực của Liễu trưởng lão rất mạnh, trước mặt ông ấy, tôi chỉ như run rế. Anh chắc chắn muốn đối phó ông ấy ư? Ngô Bình bảo, đây là chuyện của tôi, cô chỉ cần phối hợp thôi. Đưa tôi đi gặp Liễu trưởng lão đi. Vân Thường không nhiều lời nữa, lập tức dẫn đường. Hai người bay đi một quãng. Đến một cung điện,
Nơi này vốn thuộc về một thế lực của Đại Lục Phản Tương, bây giờ đã thành nơi ở của tu sĩ Huyền Minh Giáo. Vân Thường và Ngô Bình đáp xuống một ngôi viện yên tĩnh. Họ vừa xuất hiện, bên trong đã vọng ra giọng nói, Vân Thường, hai người đến đây có việc gì? Cô ta nhìn Ngô Bình một cái rồi đáp lời, Liễu trưởng lão, chúng tôi có chuyện cần bẩm báo. Vào đi, đối phương nói. Thế là hai người bước vào, nhìn thấy trong phòng có đặt bệ ngọc màu trắng. Một tu sĩ trung niên khoanh chân ngồi trên đó. Khí tức của ông ta rất khủng khiếp, gần như ngang ngửa với khí tức của kẻ mạnh cấp vũ trụ trong vũ trụ chấn đán. Khi nhìn thấy Ngô Bình, tu sĩ trung niên thoáng cau mày, cậu là ai? Vút! Ngô Bình đột nhiên hành động, biến thành quang ảnh lao tới ám sát. Thanh chủy thủ trong tay anh quá nhanh, cắt qua đầu và ngực của người trung niên. Tu sĩ trung niên sững sờ, tuy có thực lực rất mạnh nhưng cũng không tránh được đòn chí mạng của Ngô Bình. Vốn dĩ vũ khí bình thường rất khó làm ông ta bị thương, nhưng thứ mà Ngô Bình sử dụng là chủy thủ của vũ trụ chính, ông ta làm sao địch lại? Cậu! Gương mặt tu sĩ trung niên lộ rõ vẻ không cam lòng. Ông ta mất 500 năm để tu luyện đến cảnh giới hiện nay, đã trải qua bao kỳ ngộ, trở thành trưởng lão thượng tầng của Huyền Minh Giáo. Ông ta làm sao ngờ được mình lại ngã xuống ở vũ trụ còn con này, bị một nhân vật nhỏ bé giết chết. Đầu của đối phương rơi xuống đất, Ngô Bình lập tức dùng chủy thủ chém xuống, tách ra được một không gian trong ngực ông ta. Trong không gian này chứa rất nhiều bảo vật của tu sĩ Trung Nguyên, bao gồm cả tiên thai Huyền Minh mà ông ta tu luyện. Ngô Bình lấy hết tất cả thứ này rồi cất vào, đoạn hỏi Vân Thường còn đang sững sờ, ai là người có tiếng nói cao nhất ở đây? Vân Thường sực tỉnh, là Liễu trưởng lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.